Các bạn đang nghe chuyện chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký, phần 16, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của anh Tú. Lúc đó, sau khi chú ba biết lão già ngoại quốc và Giải Liên Hoàn có gian tình, liền cực lực phản đối. Giải Liên Hoàn tham gia vào đội khảo cổ. Tuy nhiên sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến chú ba cảm thấy sự việc có gì đó cực kỳ không ổn. Vì đã biết mục đích thật sự của lão già ngoại quốc và Giải Liên Hoàn, chú ba bèn mạo hiểm liều một lần. Chú thuyết phục Văn Cẩm, cố ý để cho Giải Liên Hoàn tham gia đội khảo cổ. Ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng thật ra đã ngấm ngầm theo dõi xem hắn sẽ hành động như thế nào. Mọi việc cứ thế mà phát triển, cứ như thể ma xui quỷ khiến. Phải nói là chuyện này hãy còn lắm ẩn tình. Nhưng những cái đó đều không quan trọng. Ở đây giản lược lại chỉ nói đến chuyện Giải Liên Hoàn ở Tây Sa và về sự việc xảy ra trước cái đêm hắn gặp sự cố thôi. Hôm đó, công tác của đội khảo cổ đã tiến vào ngày đầu tiên của giai đoạn cuối cùng. Công tác trục vớt chuẩn bị kết thúc, việc cũng nhẹ nhàng, cho nên trước khi đi ngủ mọi người uống chút rượu ngủ rất say. Giải Liên Hoàn chờ mãi mới có được cơ hội này. Bây giờ chẳng mấy ngày nữa là kết thúc công việc, hắn biết mình phải tận dụng thời cơ ngay vì sẽ không có lần thứ hai nữa. Vì vậy, sau khi xác định mọi người đã ngủ say hết, hắn bèn ra bộ đi tiểu, nhưng kỳ thực là đi thám thính thực hư, dình cơ hội chuồn xuống biển. Hắn không biết rằng thằng bạn chơi chung từ thuở mặc quần tung bít kia, cái thằng dạy gái Ngô Tam Tỉnh, giờ đã là một tay lão luyện giang hồ, tâm tư vừa kín đáo lại tinh ranh. Từ lúc lao lên thuyền, nhất cử nhất động của hắn đều bị người này theo dõi kỹ càng. Lại nói hồi đó chú ba cũng khá lâu ất ức. Chú từ lâu đã ngứa mắt đủ kiểu với Giải Liên Hoàn. Vì không biết mục đích của Giải Liên Hoàn, nên khi ở trên thuyền đối với chú ba, Giải Liên Hoàn chính là một quả bom hẹn giờ, không rõ uy lực, cũng không biết lúc nào sẽ phát nổ tan tành. Cái lúc vốn có thể cùng Văn Cẩm sung sướng tâm sự chuyện yêu đương, thì lại thành ra phải nhăm nhăm phòng bị hắn. Còn có một nguyên nhân tương đối khó nói mà chú ba không đề cập trực tiếp, thế nhưng tôi vẫn đoán được từ lời kể của chú. Rõ ràng là Văn Cẩm rất ưa thích Giải Liên Hoàn. Hắn ta đích xác là một tên công tử bột chính hiệu, biết cách lấy lòng chị em phụ nữ. Tính tình khác hẳn với chú ba rất nhiều. Hơn nữa, tướng mạo và nhiều phương diện khác của hắn không hề kém chú ba chút nào. Chú ba là loại tay mơ trong tình trường, khó tránh khỏi việc ghen tuông. Thế nên Giải Liên Hoàn có động tĩnh là chú ba mừng đến phát cuồng. Lúc Giải Liên Hoàn vừa hạ xuồng cao su xuống, định trèo ra khỏi con tàu đánh cá thì chú ba đột nhiên xuất hiện, dùng một tay đè hắn xuống, ấn chặt lên boong thuyền. Chú ba đột ngột xuất hiện làm Giải Liên Hoàn không kịp lường trước. Nhưng khi hắn vừa nhận ra đó là chú ba thì ngược lại không còn sợ hãi nữa. Bởi vì nếu là người khác thì lúc đó dễ bị úp cái mũ phản quốc trốn sang Việt Nam. Nhưng nếu là chú ba thì khác, cả hai đều nắm thóp nhau. Chú ba cũng không phải loại tự bắt bí chính mình, cho nên hắn bèn nhẹ giọng bảo chú buông tay ra. Tuy nhiên chú ba đã chất chứa căm hờn về hắn từ lâu, hơn nữa vẫn còn khúc mắc, có lý nào lại thả cho hắn chạy đơn giản như vậy. Chú nghiến răng nghiến lợi vặn cho hắn suýt gãy tay, hỏi hắn trăm phương ngàn kế hòng chưa vào đội khảo cổ, lại chuồn ra biển khuya như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Vụ này chú cũng hơi bị mượn gió bẻ măng, cố tình xả nỗi ấm ức của bản thân. Giải Liên Hoàn lúc đầu còn ngang ngạnh cãi bướng, nhưng trong lòng cũng âm ỉ lừa theo. Ở Trường Sa, ngoại trừ những bậc bề trên ra thì làm gì có ai dám đối xử với hắn như vậy. Vì thế hắn hạ thấp giọng mà chửi bới luôn mồm. Chú ba căn bản không tiêu hóa nổi cái bản mặt kia. Nghe hắn chửi liền cứ thế thẳng tay dúi đầu hắn xuống nước, cho đến khi mắt của hắn trợn trừng mới nhấc lên. Cứ thế lặp lại 3 lần 7 lượt, Giải Liên Hoàn đã rũ cả ra đành phải xin tha. Bây giờ chú ba mới hỏi lại câu ban nãy, hắn bèn đem tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ nói rõ ngọn ngành. Sau khi nghe xong, hai mắt của chú ba sáng lòe, không tin nổi vào lỗ tai của mình nữa. Hóa ra dưới đáy biển này lại còn có cả một ngôi mộ thuyền đắm nữa cơ đấy. Đây thật sự là chuyện không thể nào ngờ được. Trong cuốn bút ký của ông già nhà mình cũng từng ghi lại lời nguyền xưa kể về thuyền táng dưới đáy biển. Có điều loại hải đấu này cực kỳ hiếm gặp. Chính bản thân đồng bồ cũng chỉ là nghe nói thôi, chứ không phải tự tìm hiểu. Nơi đáy biển mênh mông, cắt trải vạn dặm, muốn tìm được một manh mối còn khó hơn gấp vạn lần so với trên đất bằng. Ấy vậy mà một lão già nước ngoài lại có thể biết được tường tận đến vậy. Rốt cuộc lão là thần thánh phương nào? Nghĩ đến đây, chú ba liền thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, chỉ hận không thể lập tức xuống dưới biển xem tận mắt lấy một lần.
chú liền buông giải liên hoàn ra, nói nhỏ: "Chỉ thế thôi à? Thế mà mẹ kiếp, cậu không nói sớm, quan hệ giữa tớ với cậu là như nào cơ chứ? Nói ra thì có làm sao? Không lẽ tớ nẫng tay trên của cậu được chắc?" Giải liên hoàn đã oải lắm rồi, bèn nói: "Chuyện này là tớ phải gạt ông già nhà tớ ấy chứ. Đương nhiên cũng không muốn cho các cậu biết rồi. Với lại tớ và cậu nào có thân thiết gì đâu, nói ra tớ lại sợ có thêm bất chắc. Cậu cứ thử nói thật lòng mà xem, nếu tớ nói thẳng ra thì cậu có còn cho tớ vào đội khảo cổ nữa không?" Chú Ba thầm nghĩ thử thấy cũng đúng, đã thả lòng tinh thần hơn nhiều, liền bảo với hắn: "Coi như cậu có lý, có điều tớ phải nhắc nhở cậu, lão cầu đức khảo này ở Trường Sa người ta gọi là lão đầu bạc, cha này cũng không phải là loại đơn giản đâu. Này người anh em, tớ thấy cái đấu này đổ cũng chẳng ngon lành gì, hay là cậu tạm thời bỏ qua đi, chúng ta về tìm mấy người nữa bàn bạc cho kỹ, hoặc là lần này để người anh em là tớ đây đi với cậu, cậu nói sao?" "Không phải nói khoác chứ, anh em nhà cậu đây kinh nghiệm còn phong phú hơn cậu đó." Giải liên hoàn hứ một tiếng khinh bỉ đáp: "Thường nghe Ngô Tam Tỉnh cậu danh còn hơn khỉ, đúng là không phải nịnh hót. Cậu muốn dây máu ăn phần thì cứ nói thẳng ra, chúng ta đã cùng hội cùng thuyền, đến nước này rồi thì dù cậu nói thế nào, tôi còn có thể từ chối được hay sao?" Chú Ba nghe xong trong lòng cười lạnh, thầm nhủ cái thằng công tử bột này coi như cũng biết điều đấy. Thế là hai người tạm thời kết bè kết đảng, thỏa thuận sau khi đi vào rồi ai thích gì lấy nấy, không ai dính dáng gì đến ai. Ra ngoài rồi lỡ cô lấy phải hàng lởm thì cũng đừng hối hận. Hành động của chú Ba lúc đó không thể bảo rằng vì hám lợi, nói ra thì cũng chẳng rõ ràng, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác cứ giống hệt như những gì bàn tử hay làm. Có thể thấy tính tình của chú Ba cũng không phải là trưởng thành lên trong một sớm một chiều. Thể độc xong, thu xếp hoàn chỉnh trang bị, hai người hạ xuống cao su, thời lúc đang đêm liền xuống biển, lần mò trèo đi suốt quãng đường. Dựa vào la bàn chẳng bao lâu đã đến chỗ rặng đá san hô xa đầu tiêu mà lão nước ngoài nhắc tới. Chú Ba ngẩng đầu nhìn lên, đang lúc mây đen lấp kín mặt trăng, cả rặng đá san hô tối tăm mịt mùng. Thầm giật mình một cái, nói với Giải Liên Hoàn: "Cậu đúng là chọn thời tiết tốt ghê gớm, giờ ánh trăng đến một tia sáng cũng chẳng có, mây đen úp đấu, vào động mù lòa, đi hai về một, hoặc tớ hoặc cậu sợ là sẽ có một đứa phải ở lại trong đây. Thôi khỏi mau mè gì nữa, tớ với cậu thân ai nấy lo nhé." Lời này là thật cũng lại là giả. Chú Ba nói như vậy, một là quả thực hôm đó đúng là ngày xấu, hai là ông muốn dọa cho Giải Liên Hoàn một phen khiếp vía. Ông cũng là cái tính khoái giỡn. Ai có một ông anh lớn trong nhà thì có lẽ sẽ hiểu suy nghĩ của chú Ba lúc đó. Đây là kiểu thằng lớn thích hù dọa thằng bé để nâng cao vị thế của mình đây mà. Nhưng Giải Liên Hoàn không phải thằng ngố, hắn tuyệt không phản ứng một chút gì, chỉ cười lạnh rồi không thèm đáp lời nữa. Chú Ba tự chuốc lấy xấu hổ. Dặng đá san hô không lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng những tảng đá trồi lên khỏi mặt nước. Mặc dù không biết cửa hang động ở chỗ nào, nhưng cũng không quá khó tìm. Giải Liên Hoàn chèo thuyền, chú Ba thắp cây đèn bão, tiến vào giữa bãi đá ngầm rồi mới bắt đầu chiếu lên từng hòn dò xét. Không lâu sau thì họ đã tìm được cửa hang nằm bên dưới một khối đá ngầm hình răng hàm ở mặt tây của dạng đá san hô. Cửa hang rộng cỡ hai người chui lọt, sâu không thấy đáy, cứ như thể đã bám rễ trên dạng đá từ lâu. Bên mép đá còn thấy mờ mờ mấy dấu vết mài rũa do người xưa để lại, rõ ràng cái hang này đã từng được sức người đục đẽo mà thành. Cửa hang nằm khuất dưới mặt nước, ăn sâu vào tận chân tảng đá ngầm. Nếu không phải là đã biết từ trước thì căn bản không thể phát hiện ra cửa hang từ trên mặt nước được. Chú Ba khoác trang bị lên, định vào thẳng luôn nhưng bị Giải Liên Hoàn cản lại. Hắn nói rằng đường dưới nước này phức tạp, hắn nắm rõ đường đi nước bước, chi bằng để hắn đi trước thì hơn. Nói vậy cũng có lý nên chú Ba không tiện miễn cưỡng, bèn để Giải Liên Hoàn chui vào trong hang trước, còn chú bám đít theo sau. Vào động được 30 mét thì có thể thấy được nơi này là hang trống tự nhiên hình thành trong dạng đá ngầm san hô. Bên trong la liệt đầy những bộ xương san hô, măng đá san hô xiên tứ tung, tựa như những chiếc xương trong một bộ xương người khổng lồ, cẩn vào hai bên tường hang đá. Có điều đầu mút của những phiến xương này đều dung hợp với đá nham bốn phía chung quanh thành một thể, trông như vô số những con sao biển quái dị bị hút dính trên vách tường đá. Hang động ẩn dưới đáy biển tương đối nguy hiểm, nhưng hai kẻ không có kinh nghiệm kia vốn không hề ý thức được mình đang làm cái gì, chưa soạn ra đối sách nào đã bơi thẳng một mạch vào bên trong. Ước chừng đã đến bên trong hang động, sau khi bò đi khoảng hơn 10 phút, chú Ba liền thấy được lối rẽ. Động đá san hô bên trong dạng đá ngầm san hô hệt như là xúc tu bạch tuộc vươn dài ra bốn phía, nơi nơi đều là cửa động có thể đi.
có mấy cái rất nông. Chiếu đèn pin vào là thấy được đầu kia, có những cái lại rộng đến kinh người. Đằng sau cái cửa hang lớn cỡ cả một chiếc xe cam nhông là lòng hang sâu hun hút không thể đáy. Vì ở trong đây ánh mặt trời không chiếu đến được nên hải quỳ và san hô rất ít. Thế nhưng lại có rất nhiều những bầy cá nhỏ bạch sắc cầu vồng rực rỡ cùng với sao biển và hải sâm, khiến cho hang động này cũng không đến nỗi hiu quạnh. Nhờ giải liên hoàn dẫn dắt, chú ba mới đi qua được hệ thống đá ngầm san hô khổng lồ lại phức tạp vô cùng này, giống như là con chuột đi xuyên qua cái hang chuột lắt léo. Để chừa một phương án hành động, chú dùng dao lặn đánh dấu hết từng chỗ rẽ, phòng khi lúc ở bên trong có gặp bất chắc gì. Nửa giờ đồng hồ sau, bọn họ đã ra khỏi động đá san hô. Lúc bật đèn thăm dò dọi khắp xung quanh, chú ba phát hiện ra mình đã vào đến cái cổ mẫu khỉ nào đâu. Hiện ra trước mắt chú là một nơi kỳ quái không sao hiểu nổi. Nơi đó tự nhiên là một cái hố đen vĩ đại sinh ra trong dạng đá san hô ngầm. Bốn phía là một màu đen như mực. Chú ngước lên liếm bắt gặp những cành san hô thõng xuống trên đỉnh đầu. Nhưng lúc chiếu đèn thăm dò xuống dưới chân lại chẳng soi được thứ gì cả. Bên dưới là một vùng vực thẳm. Nhiều năm đã trôi qua, dù tình huống lúc đó rất đỗi hãi hùng, nhưng chú ba cũng không còn nhớ rõ mọi chi tiết. Cho nên chú kể lể cả nửa ngày mà tôi vẫn không hiểu rốt cuộc là bọn chú đã lọt vào một nơi như thế nào. Cuối cùng tôi đành phải lấy một tờ giấy ra để chú cố mà vẽ lại đại khái. Tài vẽ của chú ba rất không ra gì, xấu phải gọi bằng cụ. Có điều vẽ lườm thế mà thể hiện được nhiều. Dựa vào trí tưởng tượng của mình và lời giải thích của chú ba, tôi đoán ra được mang máng, dần dần quả thực cũng có hiểu ra một chút. Theo ý hiểu của tôi, đó hẳn là một hang động khổng lồ ẩn náu bên trong dạng đá ngầm san hô. Cụ thể là ở đâu thì không có cách nào để kiểm chứng. Cửa ra của động đá ngầm mà chú ba đã tiến vào nằm ở đỉnh cao nhất của hang động này. Dưới chân thì đen ngòm một màu, cứ như thể bị lạc vào một khoảng không hư vô tối hù. Xem ra độ lớn của hang động này không phải ghê gớm hạng vừa. Hai người chú ba đến được nơi này thì không còn đường để đi tiếp. Đằng trước trái phải đủ là một khoảng trống hư vô. Đèn thăm dò chiếu xuống, trong nước xuất hiện cả một khoảng rộng lớn trắng phao, toàn những con cua biển. Phía dưới lại là vực sâu. So đèn pin khắp nơi chỉ thấy, ngoại trừ dạng đá san hô phía sau ra thì chẳng còn bất cứ vật nào có thể lấy làm mốc nữa. Theo cách miêu tả của chính chú ba thì cứ như trôi nổi ngoài vũ trụ. Cái cảm giác khi ấy thực ra khá là gay go, bởi vì bất kể anh đang ở nơi nào, hệ ánh sáng đèn pin còn có thể soi tới thứ gì đó thì ít nhất anh còn có cảm giác về sự tồn tại. Thế nhưng khi ở nơi đó, ánh sáng đèn pin của anh chiếu ra không hề có lấy một chút ánh phản chiếu nào. Ngoại trừ tối đen thì chỉ là đen tối. Anh không biết được có cái gì đang chờ đợi anh ở phía trước. Lúc bây giờ đã tiêu hao rất nhiều dưỡng khí, lặn xuống hang động dưới nước không giống thám hiểm bình thường. Nó đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ thời gian hoạt động, vì anh cần phải giữ lại một phần dưỡng khí đủ để có thể trở ra bên ngoài động. Vì thế cũng yêu cầu người lặn xuống nước phải thường xuyên kiểm tra đồng hồ đo dưỡng khí. Chuyện này đối với chú ba mà nói là một áp lực tâm lý tương đối lớn. Tuy nhiên giả điền hoàn lại như đã có tính toán từ trước. Sau khi lượn lờ mấy vòng trong nước, hắn liền ra hiệu cho chú ba tắt đèn thăm dò. Không có đèn thăm dò, vậy thì chính là tối tăm tuyệt đối. Chú ba lấy làm kỳ lạ, thằng oát này muốn làm gì vậy nhỉ? Giờ đường đã không tìm ra, nó lại còn muốn tắt thứ để chiếu sáng đi. Có điều trong bộ dạng khăng khăng một mực của hắn thì có thể thấy chắc chắn cách làm này cũng là do lão già người nước ngoài kia bày cho rồi. Chú ba biết bản thân cũng không có lựa chọn nào khác, bèn làm theo ý của giải liên hoàn, vặn tắt đèn thăm dò. Sau khi cả hai ngọn đèn thăm dò đều tắt, màn đêm tối đen như nước mực loang ra bùa vây tới, đồng thời vòng sơn dạ quang ở đèn pin trông thấm trên thắt lưng của hai người. Thiết kế này là để đề phòng khi đi lặn vào ban đêm, có lỡ để đèn pin rơi xuống đáy nước cũng còn biết đường tìm lại được. Từ từ sáng lên đánh dấu vị trí của từng người bọn họ. Giả đen hoàn ở bên đó hình như đã tháo đèn pin xuống dùng làm gậy tín hiệu. Chú ba trông thấy vòng sáng kia vung lên chỉ ra một phương hướng. Chú nhìn về cái hướng kia thì lờ mờ thấy được, thật sâu trong vùng tối mịt dưới chân, ở một nơi rất xa có một đám lớn những điểm sáng yếu ớt màu xanh lục, hình như là mắt của một loài sinh vật nào đó đang chuyển động một cách lững lờ. Chú ba giật mình một cái, nhất thời căng thẳng vô cùng, vì chú từng nghe rất nhiều ngư dân kể lại rằng ở biển thứ gì cũng có thể có. Những đôi mắt màu xanh lục này sẽ không phải là của sinh vật rình rập trong bóng tối gì đó đấy chứ. Nghĩ tới đó, tay của chú bất giác mò đến con dao. Đúng lúc này giải liên hoàn ở đằng kia lại vung đèn pin vài cái. Vòng sáng chỉ thị trên đèn pin bắt đầu chuyển động. Ấy thế mà lại đi về phía cụm điểm sáng màu lục kia. Chú ba chửi thầm trong bụng. Đừng thấy chú bình thường cầu thả tùy tiện.
Thực ra xuống đấu rồi là phong cách hành sự của chú cẩn thận lắm. Giải Liên Hoàn cứ đâm thẳng xuyên thủng như vậy thật sự là không ổn. Tuy nhiên nếu như Giải Liên Hoàn đã hành động như vậy, chứng tỏ là hắn đã biết những đốm sáng kia là gì rồi, nên mới ra hiệu cho chú cùng qua đó. Cứ như vậy vẫn những lời đó, chú ba không đi theo không được. Chú trong lòng ảo não nhưng cũng chẳng có cách nào. Không có ánh đèn chiếu sáng, chỉ lặn xuống bơi theo một vòng sáng lạnh, người ta giống như thể là thiếu mất đôi mắt. Cái cảm giác bị hòa tan vào trong bóng tối lạnh lẽo này, trước kia lúc xuống đấu chú ba đã từng nếm trải vị đắng này, hôm nay lại được nếm lại một lần nữa, hơn nữa còn là ở trong nước, chú ba lại càng sinh ra cảm giác bất an. Những đốm sáng màu lục từng chút gần sát lại, thế nhưng vì ánh sáng yếu quá nên vẫn cứ không thấy rõ được là cái gì. Tiến lại gần hơn, chú ba kinh hoàng phát hiện ra những điểm chấm kia đúng là đang chuyển động, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Ý nghĩ rằng đó là một đám quái vật đại dương lại càng trào dâng mãnh liệt. Ấy thế mà Giải Liên Hoàn vẫn cứ như không nhận ra điều đó một chút nào, đuổi theo cực nhanh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã bơi tới chỗ phía trên đốm sáng này 30 mấy mét. Cơn sợ hãi của chú ba đạt tới cực hạn, chú thoát cái tiến lên, túm lấy Giải Liên Hoàn không cho hắn tiếp tục bơi lại gần. Giải Liên Hoàn không hiểu được cua tay nhau thế nào cũng sợ đến nhảy dựng ngừng lại. Chú ba dùng đèn pin làm ra một động tác, Giải Liên Hoàn cũng vẫy lại trả lời, nhưng cả hai đều không thể hiểu ý đối phương muốn diễn đạt. Chú ba vô cùng ảo não, thật muốn lập tức bật đèn thăm dò nói cho rõ ràng, nhưng lại sợ khoảng cách gần như vậy, lỡ mà soi ra bên dưới thật sự là thứ gì như cá mập chẳng hạn, thì đúng là ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng chẳng có luôn. Đang lúc lo lắng cân nhắc rốt cuộc phải làm như thế nào để Giải Liên Hoàn hiểu rõ ý của mình, thì đột nhiên một luồng sáng trắng lóe lên. Giải Liên Hoàn thế mà lại mở đèn thăm dò sáng choang, rõ ràng hắn cũng thấy bực dọc đủ rồi, thật sự nhịn không nổi ý định hỏi xem chú ba sao cứ níu chặt lấy hắn. Chú ba giật mình hốt hoảng, vừa che đèn vừa cúi xuống nhìn phía dưới. Ở bên kia luồng sáng trong bóng tối bên dưới hiện lên một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo, đó là vật thể hình người quấn trong lớp áo lụa mỏng rách te tua. Thích ứng dần với ánh sáng đèn thăm dò, chú ba lại càng thấy rõ ràng lỗ chân lông toàn thân đều rúm gió hết lại. Đó là một cái xác cổ trôi giật giờ trong nước, tư thế cực kỳ quái dị, mặt mũi mờ ảo không thấy rõ, tấm áo lụa trắng to lớn cứ như lớp màng của con sứ biển khổng lồ, bồng bềnh phiêu dạt trong nước tự như là một đóa hoa khổng lồ đến từ cõi u minh. Sâu trong màn nước âm u, tấm lụa trắng bọc quanh xác ướp cổ không biết đã ngâm trong nước bao nhiêu năm mà sớm đã nát tướp. Không phân biệt được xác kia là nam hay nữ vì vẫn còn cách đó một khoảng khá xa. Chỉ thấy được hình dáng mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ được tình trạng cụ thể của cái xác. Chú ba mướt mồ hôi lạnh nhưng đã trấn tĩnh lại ngay lập tức. Rõ ràng nếu đây là mộ thuyền táng thật thì có một cái xác bập bềnh trôi nổi ở đây cũng không tính là chuyện quái gở. Nhưng khi chú ba dần bỏ tay đang che đèn ra thì lại thấy ở cuối luồng sáng trắng lạnh buốt như băng, trong bóng tối bên cạnh xác cổ kia lại xuất hiện một xác ướp khác, trang phục tương tự, lẩn khuất trong làn nước biển âm u. Chú ba có dự cảm chẳng lành, chú tiếp tục lia đèn thám hiểm. Quả nhiên phát hiện trong vùng tối bên dưới còn có rất nhiều xác cổ bọc lụa trắng khác đang bập bềnh trôi, dễ chừng phải đến 30-40 cái. Vô số những vạt áo lụa trắng toát cùng dập dềnh uốn lượn, cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy ớn lạnh như nước đá châm vào tim phổi. Vì đèn thám hiểm đang bật nên lúc đó không tài nào biết được ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt màu xanh lục vừa rồi rốt cuộc là phát ra từ chỗ nào trên xác ướp nữa. Nhưng điều khiến người ta sởn gai ốc nhất chính là đám xác cổ kia lại không chịu đứng im, thi thể cứng đờ trong nước ấy thế mà còn đang chậm chậm di chuyển. Tim chú ba cũng muốn vọt ra khỏi cổ họng tới nơi rồi. Bên trong chiếc mũ sắt kín như bưng, đầu chú đầm đìa mồ hôi lạnh, bụng thầm nhủ may mà mình đã kéo Giải Liên Hoàn lại, chứ nếu vừa rồi cứ thế bơi qua tiến sát gần đám xác cổ này mới bật đèn thì chính mình không bị hù chết mới là lạ. Mấy cái thi thể này chắc chắn đã ngâm ở đây phải gần ngàn năm rồi. Bình thường đáng ra phải giã hết từ lâu rồi chứ, sao còn bập bềnh ở đây được? Lẽ nào lũ này đã biến thành bánh tông hết cả rồi hay sao? Bản thân chú lúc lặn xuống không hề chuẩn bị gì hết, vốn là không ngờ sẽ đụng phải tình huống hiểm ác thế này, nên một cái móng lừa cũng chẳng đem theo. Đi theo cái thằng chó Giải Liên Hoàn này đúng là thiệt thòi hết chỗ nói. Chú ba đã sớm đã quên tất cả những chuyện này đều là tự chú chuốc lấy. Lại nhìn Giải Liên Hoàn, mặt mũi hắn cũng kinh hoàng lắm. Đủ thấy hành động sồng sộc tiếp cận vừa rồi cũng là do không nắm được tình hình thực sự. Xem ra lão nước ngoài kia cũng không phải nói cho hắn biết là sẽ đụng phải thứ gì. Chú ba nghĩ nhanh như điện, trong chớp mắt đã dự trù vài tình huống.
Lúc bấy giờ đám sắc cổ từ đằng xa đang dần dần trôi tới gần, không nhanh không chậm, lụa trắng thong thả phất phơ. Nếu không phải do bốn phía tối đen cùng với những nét mặt nhạt nhòa không thấy rõ, thì khung cảnh này thật cũng chẳng khác gì cảnh tiên nhân trong thiên cung đang đạp mây mà đi. Chú Ba quan sát một lúc, bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng, chú đã hiểu ra được một điều gì đó. Chú hạ thấp người, lặn xuống mấy mét, áp sát lại gần quan sát thật cẩn thận. Dường như những cái xác ướp cổ chưa hoàn toàn thối rữa, mặt mũi tuy không rõ, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn ra hình dạng con người. Mỗi cái xác lại bày ra một tư thế, có cái như đang bưng khay, có cái như đang thổi sáo, có cái lại như đánh trống, đánh đàn cầm đàn sắt, phong phú vô cùng. Tuy rằng cứng đờ như thép, song vẻ đẹp trong từng tư thế thì tinh tế không gì sánh kịp. Chú Ba liền hiểu ra mình đang nhìn thấy cái gì. Trên các bức bích họa của rất nhiều cổ mộ đều miêu tả một cảnh tượng như vậy. Đó chính là cảnh chủ mộ thoát xác thăng thiên. Trên trời thiên môn mở rộng, quần tiên tụ hội nghênh đón, mây lành uốn lượn, thần điêu tung bay, ánh sáng tưng bừng khắp nơi. Trong dạng bích họa này, phía trên bên cạnh hình ảnh chủ mộ đạp thăng mây sẽ là một bức thiên sư vũ nhạc đồ. Trong tranh ắt sẽ vẽ vô số những lão tiên chuyên tấu thiên nhạc, đàn trống hòa âm vang dội. Nhưng chủ mộ nơi này hẳn là cảm thấy vẽ một bức thiên sư vũ nhạc đồ chưa đã ghiền. Cảnh tượng mấy chục cái xác cổ tạo dáng này quả thực đã biến thành thiên sư vũ nhạc, đàn trống hòa âm thành sự thực. Quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chú tức khắc hiểu vì sao mà Giải Liên Hoàn lại đi tìm mấy cái xác cổ này. Bởi vì con đường có thiên sư vũ nhạc chính là con đường thoát xác thăng thiên của chủ mộ. Đi theo xác cổ là chắc chắn có thể tìm được vị trí của chủ nhân ngôi mộ. Giải Liên Hoàn bên cạnh đã lấy lại tinh thần, ra hiệu cho chú Ba theo sau. Vì căng thẳng bởi động tác của hắn méo mó hết cả. Chú Ba nỗ lực trấn an nhịp tim của mình. Chú đã biết chắc chắn mình sẽ tiến vào một nơi bất chắc khó lường. Vì vậy trái lại, trong lúc này càng không được hoảng sợ. Địa điểm nơi này đã biết rồi, cổ mộ sẽ không mọc chân chạy mất. Chuẩn bị như bây giờ rõ ràng là chưa chu đáo. Lý do lý chấu để thuyết phục bản thân rút lui chú đã có đủ 10 phần. Giờ nghĩ lại, vị trí bọn họ đang đứng là một vực sâu vô tận. Với cái xác cổ kia trôi giạt đến chỗ nào, còn trôi bao lâu nữa, chẳng thể nào đoán biết được. Nếu cứ đi bừa theo thì không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Trong khi đó dưỡng khí không còn nhiều, quả thật là không sáng suốt. Chú Ba đã tỉnh ngộ ra rồi, chú bèn ngăn cản Giải Liên Hoàn, ra hiệu cho hắn quay trở lại, đừng tiếp tục xuống nữa. Với tình hình hiện tại mà tiếp tục vào sâu hơn thì quá nguy hiểm, cái mạng già vẫn là quan trọng nhất. Nhưng lúc này Giải Liên Hoàn lại đột nhiên hạ quyết tâm, hay lên cơn là bệnh chung của mấy cậu ấm đang điếm, có vẻ như tôi cũng có vấn đề tương tự. Không để chú Ba kịp ngăn cản đã xông thẳng về hướng đám nữ thi mà đuổi theo. Chú Ba ở phía sau hua đèn thăm dò ra hiệu vài cái, ý nhắc hắn chờ một lát đã, nhưng Giải Liên Hoàn lại không thèm để ý. Chú Ba thấy thế liền tự nhủ thôi xong rồi, xem ra thằng danh này muốn vứt mình lại đây mà. Này đã uy hiếp Giải Liên Hoàn để cùng lặn xuống đây. Giải Liên Hoàn chắc chắn tâm không cam, tình không nguyện. Bây giờ hẳn là sắp đến hồi hạ màn rồi, bèn dứt khoát chia tay luôn. Dù rằng chẳng có tí cảm tình gì với tên này, nhưng dù gì Giải Liên Hoàn cũng là họ hàng thân thích. Hơn nữa mình còn mang tiếng làm anh. Trong vấn đề này người Trung Quốc trước giờ vẫn luôn có khúc mắc tâm lý về quan niệm máu mủ tình thâm cũng như chở che em nhỏ. Trong thời khắc này chú Ba không thể mặc kệ Giải Liên Hoàn được, chỉ đành nén một bụng cồn cào lừa giận vội vã đuổi theo. Nói tới đây thì đã nghe không biết bao nhiêu lần chú Ba đề cập tới sự bất đắc dĩ với cả không còn cách nào của bản thân. Lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi tôi còn thấy được sự bất thường. Dường như từ trong tiềm thức, chú đã đặc biệt nhấn mạnh chuyện mình đi theo Giải Liên Hoàn chỉ là bất đắc dĩ thôi, chứ thực lòng thì không muốn thế đâu. Trên thực tế với tính cách của chú Ba mà tôi biết, vào thời điểm đó chú không phải là kiểu người có thể kiềm chế được tính hiếu kỳ của bản thân như vậy. Và đến đây, tôi có thể cảm nhận thấy được, tất nhiên cái chết của Giải Liên Hoàn sau này có lẽ là chú Ba là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì hồi tôi còn nhỏ, chú Ba đã từng trông nom tôi trong một thời gian. Khi ấy lại đúng lúc người ta gọi chú xuống đấu. Vì vậy chú không có cách nào để trông coi tôi được. Thế là ổng bèn lấy dây thừng buộc tôi ở ven đường, để tôi phơi nắng ròng rã suốt một ngày trời, để nỗi tôi suýt nữa thì cảm nắng. Sau chuyện đó chú đã hối lộ tôi rất nhiều kem que để tôi ém nhẹm vụ này. Lúc bấy giờ tôi không hiểu chuyện nên cũng chẳng nói ra. Chính bởi vì việc này cho nên tôi mới biết rõ thời trẻ tính tình chú khá là bất hảo, khả năng tự kiềm chế kém cỏi lắm.
Nhưng nhớ tới dòng chữ bằng máu Giải Liên Hoàn để lại trên cổ mộ, tôi vẫn không thể nào tin được chú ba lại cố ý hại hắn. Cho nên khi nghe tới đó thì tôi không kìm được nữa, bắt đầu hồi hộp căng thẳng hẳn lên. Sự việc tiếp theo xảy ra cực kỳ chóng vánh. Chú ba vừa cân nhắc lượng dưỡng khí tiêu hao, vừa ra sức đuổi theo Giải Liên Hoàn. Chú càng nghĩ càng thấy không ổn. Những ngôi cổ mộ dưới đáy biển tương tự như thế này chú đã từng đặt chân vào bao giờ đâu? Thực sự là không thể nắm chắc được điều gì. Thế nhưng vào lúc này Giải Liên Hoàn đã trốn đâu mất. Hắn đi trước mà lần nhanh như chạch. Hơn nữa lặn ngụp cũng không phải là sở trường của chú ba, nên hiển nhiên là chú đuổi không kịp hắn. Đi theo ánh đèn trước mặt, cứ thế bơi thẳng về phía trước trong mịt mùng bóng tối được chừng 10 phút. Hàng tá những vật thể dập dềnh trôi xung quanh chú ba từ lúc nào không hay. Chú nhìn thử thì thấy đó đều là những mảnh đổ nát từ kiến trúc bằng gỗ. Nào là song cửa chạm trổ, xà nhà bằng gỗ, hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều mục nát nghiêm trọng. Bên trên bám đầy những con hà trắng toát. Ngay sau đó giữa đống thứ lặt vặt trôi giật giờ này, chú ba thấy một cái bóng đen siêu vẹo, tựa như là một con quái thú khổng lồ. Nhóm sắc cổ ca múa đang bồng bềnh trong nước trượt trôi thẳng về hướng vật nọ, mà Giải Liên Hoàn ở đằng trước đã vượt qua bọn chúng, tiến đến sát cái bóng đen khổng lồ kia. Đường theo ánh đèn của hắn, chú ba từng chút thấy rõ mồm ngang mũi dọc của thứ này. Đó là mũi thuyền của một chiếc thuyền cổ đồ sộ bị mắc kẹt trong đá ngầm. Cái từ đồ sộ ở đây chỉ là dùng bậy. Chú cảm thấy chẳng thể dùng từ ngữ nào miêu tả để hình dung nổi độ lớn của chiếc mũi thuyền mà chú được chứng kiến nữa. Mũi con thuyền đắm trải dài suốt từ trong bãi đá san hô ra tận bên ngoài, phải đến hơn 200 mét. Sắc thuyền đã hoàn toàn biến dạng, mũi thuyền méo mó phủ đầy bụi biển trắng xóa và những mảng san hô kết vẩy. Nếu không phải vì hình thù con thuyền quá quái dị, có lẽ người ta sẽ tưởng nhầm đó là đầu lâu của một sinh vật biển khổng lồ. Đám sắc cổ múa hát kia giật giờ lượn về phía sắc tàu, rồi biến mất rất nhanh trong làn nước biển mịt mùng. Chú ba cùng Giải Liên Hoàn bám sát phía sau. Dưới ánh sáng chiếu rọi của hai cây đèn thăm dò, hình ảnh sắc tàu hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Trên bong ở phía mũi tàu, chú ba nhìn thấy một lầu gác bằng gỗ chạm trổ hoa văn bị kẹt một nửa trong đá. Có vẻ như đó chính là công trình chủ chốt của toàn bộ kiến trúc trên con thuyền gỗ khổng lồ này. Nhưng bây giờ nó đã ngả nghiêng siêu vẹo, gần như sắp sụp đổ. Phía trên lầu gác có một cánh cửa đá cẩm thạch, rạn nứt biến dạng đang mở rộng, hệt như là một cái miệng há ngoác ra chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Nếu mũi tàu kia và căn lầu gác không bị hư hại đến mức ấy, thì cảnh tượng dưới nước này cũng phải hoành tráng như dưới thủy cung. Thế mà giờ đây, phủ kín sắc tàu là tầng tầng cạn biển và những cục rỉ sét đùn lên do nước biển ăn mòn, tử khí nặng nề. Đặc biệt là căn lầu gác kia đã nghiêng đến 40 độ. Nhìn lên liền cảm thấy chỉ cần rơi chân đạp một cái là nó sẽ sụp đổ tan tành. Dù vậy, hai người chú ba lúc ấy kinh hãi đến mức suýt nghẹt thở. Một công trình như thế này, đừng nói là dưới biển, dù ở trên mặt đất cũng nào có mấy khi được chiêm ngưỡng. Rốt cục đây là mô thuyền của ai? Vì sao lại táng ở một nơi như thế này? Lúc lại gần quan sát, chú ba mới chú ý thấy cửa ngọc môn khảm vào đá ngầm kia quả thực quá mức vĩ đại. Cao bằng hai người, rộng bốn sải tay, chắc hai bên trái phải ngoài ngọc môn. Bên dưới lớp cặn biển cóng bẩn có thể thấp thoáng thấy hai bức phù điêu khắc nổi hình hai vị môn thần. Trên tay mỗi vị là một ông hổ, vẻ ngoài hung mãnh đáng sợ. Chú ba nhìn thì nhận ra bọn họ nhưng lại không gọi nổi tên. Phần lầu gác chìa ra khỏi đá ngầm có mái ngói đầu đao cong vút. Những mảnh ngói đã rơi vỡ gần hết, chỉ còn trơ lại bộ khung mái. Ngọc môn hé mở thành một khe hở rộng cỡ hai người, bên trong sâu thẳm vô cùng, không rõ thông đến tận đâu. Những sắc cổ ca múa đằng kia đã hoàn toàn chìm vào lòng vực sâu, không còn nhìn thấy được nữa. Giải Liên Hoàn không dừng lại mà bơi thẳng vào bên trong ngọc môn. Chú ba cắn răng quẫy mạnh hai chân, đẩy nhanh tốc độ cũng mau chóng bám đuôi theo vào. Sau khi tiến vào đến là một hành lang rất dài, 6-7 người giống hàng ngang đi cũng lọt. Nhưng chỉ một chốc sau, không gian bốn phía càng lúc càng trở nên chật hẹp, ngược lại khiến ánh đèn càng thêm sáng tỏ hơn. Cái cảm giác lạnh buốt sâu thẳm, sợ hãi và tuyệt vọng lúc ở bên ngoài kia, khi vào đến đây đã giảm bớt được một chút. Rốt cuộc cũng thấy những cảnh tượng mình quen thuộc, chú ba hơi trấn tĩnh lại. Lặn một mạch về phía trước theo hành lang, do thói quen nghề nghiệp nên chú ba quan sát lướt qua cách bài trí ở bốn phía. Chú nhận ra rằng ở đây, kể cả dưới mặt đất, chỗ nào cũng chạm trổ những bức họa quần tiêu tụ hội liên miên tiếp nối. Cuối hành lang xuất hiện một đường cầu thang dẫn thẳng lên trên. Chú ba xoay mình, ngẩng mặt để người lên.
Bơi bơi một lúc, đột nhiên chú há hốc miệng kinh hãi, vì chú phát hiện đầu mình đã ló lên khỏi mặt nước rồi. Lúc đó chú sợ đến giật nảy cả người, chuyện này thật khiến người ta hoảng hồn. Ngâm nước đã 40 phút rồi, chú ba căn bản đâu có ngờ trong cái cổ mộ này lại có không khí. Chú vội vàng xoay người nằm sấp xuống bậc cầu thang, dùng cả tứ chi mà bò lên phía trước. Một người đã lặn dưới nước rất lâu, một khi lên bờ sẽ đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng nề như khiêng một cục sắt. Huống hồ sau lưng chú quả thực có vác một cục chì với bình oxy. Lên được rồi, chú ba gần như đuối sức, phải nghiến răng thật chặt mới không bị ngã lộn cổ vào nước trở lại. Lảo đảo đi lên khỏi cầu thang, chú thấy Giải Liên Hoàn đã cởi đồ lặn ra, vừa há miệng thở hổn hển, vừa lấy đèn pin dọi vào khắp chung quanh căn hầm mộ. Chú ba thầm chửi, đúng là cái đồ đầu củ cải, lỡ mà gặp phải hơi ngạt thì máy có mà ngòm củ tỏi sớm. Cầm mà đến giờ còn chưa thấy hắn vật sang một bên chết, chứng tỏ không khí chắc hẳn là không có vấn đề gì. Vì thế chú ba ngồi xuống bậc thang, cũng cởi bỏ đồ lặn, vừa thả lỏng cơ bắp vừa tháo đèn pin xuống soi khắp bốn phía. Đoạn cuối bậc cầu thang nơi chú đang ngồi là một hầm mộ xây bằng gạch, điển hình cho phong cách thời Minh. Độ cao không lớn lắm, chỉ có thể cúi đầu mà đi. Bảo đỉnh trên chóp là hình vòm, độ dày đoán chừng cũng đã thất phúc thất khoán. Trên đỉnh mộ trong các kẽ gạch có màu sắt, cho thấy chúng đã được tưới sắt nóng chảy. Từng viên gạch được lát rất khéo, độ cong của bảo đỉnh không hề có bất cứ góc cạnh nào, vị trí không chuẩn, cứ như đã được mài giũa vậy. Giữa trung tâm mộ thất, trường minh đăng bằng sứ tinh hoa xếp thành hàng đôi, nối thẳng vào sâu trong mộ. Nơi đó tối om om, chiếu đèn pin vào thì liền phát hiện ở chính giữa có đặt một cái vạc sắt màu đen cực lớn. Chẳng biết có tác dụng gì, nhưng nó chắn ngang tầm nhìn. Sứ tinh hoa là loại đồ sứ men trắng, trang trí họa tiết màu lam, có nguồn gốc từ cuối thời nhà Nguyên, rất tinh xảo và cực kỳ quý hiếm. Chú ba vừa thấy liền có chút hãi hùng. Chú đã đổ đấu nhiều, biết rằng mộ thất này tuy lớn cũng chỉ thuộc cỡ bình dân, cùng lắm là của một tay lắm tiền nhiều của. Vậy thì kỳ quái quá rồi. Cứ xem quy mô bên ngoài thì cổ mộ vĩ đại đến như thế, không có nỗ lực 10 năm của mấy vạn phu phen lao dịch thì trẻ e là không thể nào xây nổi. Nếu đã không phải là hoàng thân quốc thích, vậy vị dân đen con đỏ nào lại có thể xuất ra một khoản tiền lớn đến vậy đây? Chú ba cũng như tôi, lập tức nghĩ ngay đến tay cự phú thời ấy là Thẩm Vạn Tam. Nói vậy thì, lần này đi theo Giải Liên Hoàn, hóa ra lại giúp chú vớ được một cái đấu béo bở. Đây chính là phúc phận từ mấy đời còn không được mà. Trong lòng chú hưng phấn hẳn lên, liên đèn pin chiếu rọi bốn phía tường mộ. Trên vách tường mộ thất có vẽ rất nhiều bích họa, nòm tương đối hoành tráng. Chú ba xoay một vòng thì nhận ra bích họa được vẽ liên tục, gần như không có dấu hiệu đứt quãng, mà màu cũng không phai quá nhiều. Ở đây hơi nước mù mịt, có thể bảo tồn được bích họa như vậy là thực hiếm có. Tuy nhiên, từ thời Bắc Tống đã có kỹ thuật bôi sáp, bôi dầu hoặc lòng trắng trứng lên trên để bảo vệ bích họa. Công nghệ đã khá tiên tiến rồi. Nơi đây chắc hẳn cũng dùng kỹ thuật này, cho nên bây giờ nhìn kỹ lại thấy màu sắc trên các bức bích họa hơi vẩn đục. Mấy thứ hình vẽ trên bích họa, chú ba chả nhìn đến bao giờ. Lúc này xem mấy bận cũng chẳng hiểu nội dung, chỉ cảm thấy nó cũng chả khác gì so với bích họa trong mộ cổ bình thường. Chú bèn lia ánh đèn trở lại, chiếu vào Giải Liên Hoàn ngồi một bên, định hỏi hắn vừa nãy uống lộn thuốc gì mà lại hâm như thế. Giải Liên Hoàn đã mệt đến hết chịu nổi, vừa hiếu kỳ nhìn tứ phía, vừa thở hồng hộc như trâu. Rõ ràng là ban nãy đã cố sống cố chết dùng hết sức lực. Chú ba gọi một tiếng mà hắn cũng chẳng buồn nghe. Căn mộ thất này đã lôi kéo toàn bộ lực chú ý của hắn. Vốn là lúc nãy bị hắn bỏ mặc vứt lại, trong lòng chú ba đã ngấm ngầm bốc hỏa rồi. Nhưng đi vào cái chỗ thế này thì bùng nổ cũng không mấy thích hợp. Chú ba liền nhìn xuống. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, chú ba nghỉ ngơi một chốc liền bình tĩnh lại hẳn, nhịp tim cũng dần ổn định. Chú bèn tiện tay bắt đầu chuẩn bị dụng cụ vào mộ, đồng thời cũng lưu ý len lén kiểm tra bình oxy của mình với Giải Liên Hoàn. Vừa xem là chú biết không xong rồi. Của chú thì còn ổn, nhưng dưỡng khí của Giải Liên Hoàn lượng tiêu hao quá lớn đã hụt mất hơn phần nửa. Thợ lặn càng là loại lão làng giàu kinh nghiệm thì thời gian có thể hoạt động dưới nước này càng lâu. Mà người mới tập xuống nước thì thường sẽ không khống chế được lượng khí hít vào. Vừa thấy mình chìm trong nước liền hít lấy hít để bạt mạng. Lượng khí tiêu hao so với thợ lành nghề phải nhiều hơn gần gấp đôi. Chú ba tuy rằng trình độ lặn cũng không cao, nhưng vì thường xuyên để ý bình oxy cho nên tiết kiệm hơn Giải Liên Hoàn rất nhiều. Lúc này chỉ thoáng cái chú đã hiểu ra rằng
giải liên hoàn đã không thể ra khỏi đây được nữa. Có điều sau khi ngẫm nghĩ một chút, trái lại chú ba cảm thấy mình chẳng có gì phải xoắn. Dù sao hắn cũng ra không nổi, còn mình tất nhiên lại phải vào một lần để dẫn hắn đi. Thế thì việc gì mà phải vội vã quay về cơ chứ? Lúc này giải liên hoàn đang tiến vào sâu trong mộ thất, thế là chú cũng bắt đầu đi theo. Hai người đi tới cái vạc sắt khổng lồ trước mặt. Chú ba dừng lại đến gần quan sát cái vạc sắt, còn giải liên hoàn thì cứ như không đếm xỉa gì đến nó, lập tức lách qua đi tiếp. Cái vạc sắt nặng phải trên 5 tấn, bên trên chạm nổi rất nhiều minh văn, hẳn là một loại đồ dùng trong việc cúng tế. Chân vạc đã lún hẳn vào nền gạch xanh, bên trong vạc trống rỗng, nhưng dưới đáy vạc lại lồi lên một cái phù điêu hình thân cá, chẳng biết dùng để làm gì. Chú ba đang định nhìn kỹ minh văn ở trên vạc xem có chữ nào mình biết hay không, thì bỗng nghe giải liên hoàn kêu thét lên một tiếng kinh hoàng. Chú ngoảnh lại nhìn, thì thấy hóa ra giải liên hoàn đã chạy tới cuối mộ thất. Đèn pin của hắn đang rọi sáng một cái bệ đặt quan tài có 3 bậc thềm. Bên trên đặt một bộ quan quách màu đen cực lớn chạm trổ đầy hoa văn. Bộ áo quan nọ cao gần đến ngực giải liên hoàn, đen đến chói mắt vô cùng. Mặt ngoài quan tài tựa hồ được đánh một lớp quang dầu, sáng bóng một cách rất mất tự nhiên. Hoa văn mặt trên thừa thớt nhưng lại cực kỳ rõ nét. Có thể thấy phần lớn văn tự là điều triện. Mà giải liên hoàn có lẽ do thình lình bắt gặp của quan quách này cho nên có phần sợ sệt, thối lui về phía sau. Bộ quan quách nọ khí thế phi phàm, tràn ngập khí phách ngang ngược, chắc đó chính là quan tài của chủ mộ, chẳng biết là ai được táng ở bên trong. Chú ba đã từng thấy vô số quan tài, đừng nói là loại gỗ lim gỗ tạp, đến cả quan tài làm bằng gỗ trầm hương nguyên khối, chú cũng đều được hân hạnh bái kiến rồi. Thế nhưng cái gỗ quan tài đen xì ở chỗ này đây, chú lại không nhìn ra được nó là chất liệu gì. Chú lập tức nổi lòng hiếu kỳ, vòng qua vạc sắt phàm phàm đi tới. Đến sau lưng giải liên hoàn rồi, chú liền thấy càng rõ ràng hơn. Bệ quan tài chính là được xây bằng gạch hoàng tương, xếp chồng tầng tầng lớp lớp thành hình đài sen tròn trịa. Sau bệ quan tài là một bức tường, mặt trên viết đầy chữ hẳn là mộ chí ghi chép lại cuộc đời chủ nhân. Chỉ tội chú ba nhìn lướt qua phía sau, chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, lực chú ý dồn cả vào cỗ quan tài đen nọ. Đồng thời chú cũng hiểu ra vì sao giải liên hoàn sợ tới mức thụt lùi lại như thế. Bởi vì trên cỗ quan tài đen to lớn này lại có một người đang nằm. Đèn pin của chú ba chiếu về phía quan tài, trong chớp mắt nhìn thấy cái người kia, toàn gân cốt toàn thân chú như rúm gió cả lại, da đầu tê dại vô thức giật lùi về phía sau, lật con dao trong tay ra. Không phải là chú ba nhát gan, mà là tình cảnh bây giờ quá sức quái đản. Trong một ngôi cổ mộ bí mật đến vậy, thế mà tự dưng lại có một người nằm chinh inh trên quan tài. Nếu thình lình trông thấy thì dù có là ai cũng phải run vài cái đã. Bị hù một cú phát khiếp, giải liên hoàn thụt lùi đến bên cạnh chú ba. Chắc hẳn từ trước đến tận bây giờ hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện gì lớn gì đấu, cho nên mới khiếp hãi đến mức mặt biến sắc. Lúc đổi lại cũng cuống quá, dẫm béng một phát vào chân của chú ba. Chú ba bị hắn dẫm phải, suýt nữa ngã dập mặt. Được cái vừa đúng lúc đó chú nhìn theo ánh đèn pin, thấy rõ ràng cái thứ bên trên nóc quan tài. Hóa ra là do thần hồn nát thân tính, cái kẻ nằm trên quan tài thực ra chỉ là một tượng người đúc bằng đồng dính chặt trên nóc quan tài đen ngòm. Tạo hình của tượng đồng chạm khắc hình người này rất quái lạ. Tóc búi lưu vân, diện mạo được cường điệu hóa lên, trông có phần giống tượng bách hí thời Tần. Tứ chi to béo ngắn ngủn giống như là chân loài sâu bọ, mà quỷ dị nhất chính là cái miệng há ra kia. Không ra cười, không ra giận, mà chỉ là gắng sức há ngoác miệng ra, trông cứ như là đang kêu gào thảm thiết. Chú ba nhìn thấy trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác quái đản. Người bình thường ai cũng đều xem trọng sự an lành tốt đẹp, mà cụ quan tài sắt này cùng với tượng người đồng phối hợp với nhau lại mang vẻ âm tà cổ quái không sao nói hết được, chẳng thích hợp một chút nào. Đây cũng là quan quách của chủ mộ ư? Chú dùng đèn pin chiếu ra bốn phía, mộ thất này vừa nhìn liền biết ngay không còn chỗ quan quách nào khác. Hiển nhiên nếu nơi này là mộ thất chính thì đây chính là quan quách của chủ mộ chứ không nghi ngờ gì nữa. Chú ba rất tin tưởng trực giác của mình, trong lòng có phần bất an. Để nhìn cho kỹ hơn, chú bèn đẩy giải liên hoàn ra mà bước tới. Đến gần vừa nhìn một cái lại càng thêm kinh ngạc, chú phát hiện cỗ quan tài đen ngòm khổng lồ kia lại là một cỗ quan tài sắt có chạm khắc hoa văn. Còn tượng người đồng kia thì hình như là đồ trang trí sau này mới thêm vào. Điều càng kỳ lạ hơn là vị trí của miệng người đồng kia lại lõm vào theo nắp quan tài, khiến trên nắp quan xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm, không biết có xuyên thấu qua nắp hay không. Không phải chứ? Vừa nhìn thấy chú ba liền hít vào một hơi lạnh buốt.
chú lập tức điểm lại các loại mánh lới của mình một lát. Trong lòng ôi chào một tiếng, tự nhủ rằng, ôi thôi bỏ mẹ rồi. Quan tài bịt kín bằng gang, thân quan có lỗ. Vậy chứ cái quan tài này chẳng phải chính là tiểu tử quan trong bài giảng vốn liếng đáy hòm của các cụ còn gì. Tiểu tử quan là cách gọi từ trước giải phóng trở đi, chứ không phải là từ trăm đời truyền lại. Đây là chú ba được nghe ông già nhà mình giảng giải cho. Nghe nói vào thời ấy, ở vùng Tương Tây có một đạo phiến quân. Trong số thủ hạ có một nhóm người rất giỏi đồ đấu. Kẻ cầm đầu tên là Trương Diêm Thành. Nghe nói người này là hậu duệ của Phát Khâu tướng quân bên Tào Tháo, thần thông quảng đại vô cùng. Năm ngón bàn tay trái của ông ta rất dài, dài không ai bì kịp mà lại gần như bằng chằn chặn. Có thể vun đất bằng thành gò mả. Nếm đất tìm mộ, công phu trộm mộ cực kỳ cao siêu. Khi đạo quân đó theo Tôn Trung Sơn bắc phạt, Trương Diêm Thành tuân lệnh gom góp quân lương, dùng cách thức cổ xưa đi trộm mộ. Một đường thẳng lên phía bắc, không biết bao nhiêu cổ mộ bí ẩn đã bị ông ta quật dậy, danh tiếng lẫy lừng. Ngày đó Tương Tây có câu, Diêm Thành đến, tiểu quỷ chuồn, Diêm Vương tới cũng phải tránh đường. Một mặt cho thấy người này đã được thần thánh hóa, một mặt cũng cho thấy hoạt động trộm mộ của Trương Diêm Thành ngang ngược dữ dội đến thế nào. Người này khi trộm mộ có một bộ chiêu thức thường dùng rất đặc biệt. Ví dụ như nếu gặp phải quan quách lôi ra từ nơi đất huyết sát âm tà, thì sẽ lấy máu bò đổ lên áo quan, theo dõi phản ứng của quan quách. Nếu từ trong quan tài vang lên tiếng động khác thường, tất chủ quan tài có khả năng bị thi biến. Binh lính sẽ đem quan tài ra khỏi cổ mộ, tàn bạo phơi nắng thật gắt rồi mới mở ra. Còn nếu trong quan tài không có động, thì sẽ xem xét mặt ngoài của quan tài. Trong phần lớn tình huống máu bò đều không ngừng lại mà chảy xuôi từ thân đến đáy áo quan, tức là không có chuyện gì, cứ việc khai quan không phải sợ. Thế nhưng còn có một loại tình huống khá đặc biệt, đó là lúc đổ máu bò lên xong thì cứ như đổ vào cát, máu thấm thẳng vào thân quan tài. Đây là điểm đại hung còn xúi quẩy hơn cả thi biến, tức là từ trong quan tài có khả năng không phải là xác người. Trong quan tài không phải là người, vậy thì là cái gì? Đáp án là một cái xác không thể nói rõ ra được. Ở Trung Quốc, cái loại này được gọi chung là yêu quái. Lúc này Trương Diêm Thành sẽ sai người đào hố ngay tại chỗ, đem cái quan tài yêu quái vứt xuống hố, bôi bùn nhão lên trên, sau lại nấu chảy binh khí, dùng thép nóng chảy niêm phong kín quan quách, chỉ để lại một cái lỗ thủng vừa đủ để nhét một bàn tay qua trên nóc quan. Đợi đến khi thép lỏng nguội lại, ông ta sẽ đưa một tay vào trong quan tài thám thính vật bên trong. Tương truyền đây chính là ngón nghề tổ truyền của Phát Khâu Trung Lang tướng nhà ông ta, tuyệt kỹ song chỉ thám động. Mà lúc thám động, ông ta sẽ sai người dùng một cây kéo tỳ bà dài 3 thước kẹp cứng lấy cánh tay mình. Sau đó đem tay cầm buộc vào đuôi ngựa, để nếu có gì bất ổn thì người bên cạnh có thể lập tức quất ngựa. Ngựa hốt hoảng liền chạy, kéo động cái chốt. Lưỡi kéo tỳ bà vô cùng sắc bén sẽ lập tức cắt nghiến, chịu mất cánh tay bảo mệnh. Gỗ quan tài được xử lý như vậy vì bên trên để lại một cái lỗ, cuối cùng thành ra na ná cái còi khổng lồ, cho nên được người ta gọi là tiểu tử quan. Số lần Trương Diêm Thành dùng đến công phu song chỉ tham động này, nghe nói cả đời cũng chỉ có 3 lần. Cả 3 lần đều giữ được tay mà trở ra. Một lần ăn đậm nhất là ông ta lấy được từ trong quan tài một quả nhỏ bằng vàng có 24 mùi hương, chỉ to bằng cái răng hàm, nghe nói là được giấu trong miệng xác chết. Trương Diêm Thành sau này theo quân Tường vào vùng chiến loạn, không rõ tung tích nữa. Có người nói ông ta đầu hàng cách mạng, cuối cùng đã chết ở khu tập trung trong thời cách mạng văn hóa. Cũng có người nói ông ta chết ở Hoàng Cô Đồn. Tóm lại, đây là một nhân vật thần bí. Về truyền thuyết của ông ta, mấy ông già bà cả có 2 kiểu nói. Một loại cho rằng ông ta thật sự có phát khâu tuyệt kỹ, song chỉ thăm động là danh bất hư truyền. Một loại khác lại cho rằng Trương Diêm Thành là tên bị bợm, lợi dụng sự mê tín sợ hãi của đám binh lính tầm thường, đem quan tài thường bảo là quan tài yêu quái, sau đó làm trò để nâng cao địa vị của mình. Sự thật thế nào chẳng ai biết được. Ông nội tôi lại rất tin tưởng rằng Trương Diêm Thành chính là cao nhân, đó là vì hành động dùng thép chảy niêm phong quan tài yêu quái có một vài căn cứ không chính thống. Nghe nói trước thời giải phóng, khi sông Hoàng Hà đổi hướng, người ta đã từng phát hiện thấy trong nước bùn một cái quan quách bằng đồng thau, tương tự như câu chuyện kể lại về Trương Diêm Thành. Trên nóc quan tài quả thực có một cái lỗ kích thước vừa bằng cánh tay, mỗi tội chẳng ai dám thò tay vào. Có lớn gan lắm cũng chỉ dùng kìm gấp than, nhưng chỉ kẹp được ra từ bên trong rất nhiều bùn nhão vàng khè. Sau này vào hồi kế hoạch đại nhảy vọt, cái quan tài này đã bị ném thẳng vào lò luyện thép, không biết có chuyện xui xẻo nào hay không.
Vậy thì kỳ quái ghê. Mộ thất Giải Liên Hoàn dẫn đường vào này, có lẽ đúng là đất của chủ mộ. Vì sao quan quách chính trên bệ quan tài lại là cái dạng này? Lẽ nào chủ mộ kia không phải là người, mà là yêu quái? Chú bà nghĩ tới đây liền cảm thấy đến xương sống cũng mọc gai luôn. Ngẫm lại thì cái cổ mộ này nằm tít tận vực sâu dưới đáy biển, lại thần bí quỷ dị như vậy. Nó không chừng không phải mộ người thật, mà có lẽ là của Hải Long Vương cũng nên. Lại nghĩ tới chuyện đây là do Cấu Đức Khảo bảo Giải Liên Hoàn làm, chú không khỏi chột dạ. Lẽ nào Cấu Đức Khảo biết rõ chủ nhân ngôi mộ này không phải là người, cho nên mới bảo Giải Liên Hoàn chụp ảnh về nghiên cứu? Có điều chú ba lúc ấy còn trẻ trâu, không coi lời người già nói là đúng lắm. Mặc dù có phần chột dạ nhưng cũng không hề sợ sệt. Ngược lại lòng hiếu kỳ của chú đã nổi lên, thầm nhủ không biết có thứ gì trong này nhỉ. Lúc này Giải Liên Hoàn cũng phát hiện là mình chỉ thần hồn nát thần tính, liền tiếp tục tiến tới, lòng còn ôm nỗi sợ mà xem xét cái áo quan sắt kia. Xem một vòng rồi hắn liền thử đẩy dịch nắp áo quan. Chú ba thấy chân hắn đều đang run rẩy thì đã biết hắn vẫn còn sợ. Hành động đó có thể là làm màu trước mặt chú tí thôi, để vớt vát chút ít thể diện từ vụ bị hù lúc nãy. Chú ba cảm thấy buồn cười, bèn dùng đèn pin chiếu vào mặt hắn, bảo hắn đừng phí sức nữa. Nếu đây là tiểu tử quan, thì rõ ràng người chế lại nó phải đồng tông cùng phái với Trương Diêm Thành. Thứ bên trong áo quan sắt này tuyệt đối không tốt đẹp gì. Hơn nữa, cái quan tài sắt này từ lúc chế lại căn bản cũng đâu có định để cho kẻ khác mở ra. Muốn lấy được đồ vật bên trong thì chỉ có nước làm cho Trương Diêm Thành đưa tay thò vào trong cái lỗ áo quan kia kìa. Nói đoạn chú liền leo lên, dùng đèn pin soi vào cái lỗ bên trên quan tài xem có thấy được gì không. Theo lỗ thủng nhìn xuống dưới, trong quan tài tối om om chẳng phân biệt được gì. Có chiếu đèn pin dò xét cái lỗ cũng chẳng phải là biện pháp hay ho cho lắm. Ánh sáng phát ra đi được nửa đường đã chiếu không nổi nữa. Chú chỉ cảm thấy dưới cổ họng cái người đúc này toát ra một luồng âm khí. Nhìn một cái là cứng cả người. Bảo thò tay xuống dưới mà sờ thì thật là không phải việc người bình thường làm nổi. Chú ba nhớ tới tài liệu Giải Liên Hoàn lấy được từ chỗ lão người Tây, cũng cảm thấy phỏng đoán của bản thân là đúng. Lão già ngoại quốc kia quen thuộc với kiểu kiến trúc ở đây như vậy, nhất định là vì bọn chúng trước kia từng sai người đến dò xét rồi. Thế nhưng cái người đã vào đây, vì sao còn chưa hoàn thành nhiệm vụ? Chú đoán kẻ đó cũng là tay cáo già trong nghề như bọn chú. Đi vào rồi liền phát hiện ra bên trong lại có cỗ quan tài sắt như vậy, thì đã biết ngay là quan tài sắt niêm phong thi hài không phải là chuyện đùa, nên mới tạm bỏ qua. Vì vậy lão già ngoại quốc kia mới tìm một đứa gà mờ như Giải Liên Hoàn. Nói vậy thì bọn chú cũng không thể đụng vào cái quan tài này, nếu không lại chẳng hóa ra thành tường chắn pháo cho Cấu Đức Khảo. Có điều, nếu không đụng vào quan tài thì như lại có phần hèn quá. Chú và Giải Liên Hoàn cùng xuống đấu, Giải Liên Hoàn tay trắng trở lên còn dễ ăn nói, chứ chính chú cũng cứ như vậy mà ra, thì bản thân mình vừa nói Giải Liên Hoàn một chặp như vậy cũng còn mặt mũi nào nữa. Huống chi cái quan tài này nhìn cũng thật sự có chút mê người. Chú ba còn dùng răng chưa quyết, có điều rồi chú lại xoay qua ý khác, vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Chú nhủ thầm rằng, theo kinh nghiệm của ông bà ông Vải, quan tài này để cuối cùng hẵng đụng đến. Còn hiện tại có lẽ chú nên nghía trước xem trong này có món nào tốt ở chỗ khác không. Quan tài hôm nay chú tạm thời không đụng vào thì cái cổ mộ này cũng chẳng mọc chân chạy đi được. Đến mai buổi tối, bọn chú đem que cời lò với móng lừa đen xuống lần nữa là bảo đảm hơn rất nhiều so với bây giờ rồi. Mà như vậy cũng không bị coi là nhát gan. Nghĩ xong một cái, chú liền thoải mái, lại bảo Giải Liên Hoàn cứ ở đó đợi, muốn chụp ảnh thì chụp bộ quách quan này đi. Lão ngoại quốc kia sẽ hiểu được cho hắn, còn phần chú thì bắt đầu sục sạo chỗ hẻo lánh trong mộ thất tìm những thứ đồ bồi táng khác. Mộ thất này không có nhị thất, thông một thể từ đầu đến cuối, bố trí vô cùng cổ quái. Cổ nhân xem trọng chuyện lúc chết ngang với chuyện lúc sống. Cách bố trí của mộ thất thường thường đều được mô phỏng theo cách bố trí chỗ ở của chủ mộ lúc sinh thời mà làm lại. Nói cách khác là chủ ngôi mộ này khi còn sống, chỗ ở cũng chả khác gì thế này. Thật nghĩ không ra là cái kiểu tình hình nào. Bên trong cũng không có các loại đồ bồi táng thông thường, chỉ có mấy món đồ sứ khổng lồ vô giá. Mấy món đồ này đặt vào thời nay đại khái giá cả phải hơn 35 triệu. Chú ba đánh một vòng xem xét quanh mộ thất, chẳng thấy thứ gì có thể chuyển ra được. Bèn đào trở về. Sau bệ quan tài là vách tường, chú lách ra sau tường nhìn xem thì thấy còn một chút không gian. Mỗi tội trên mặt đất cũng cứ trống hoác như thế.
Chú không khỏi chửi thầm một tiếng, thầm nhủ rằng cũng thật keo cú quá đi. Sao lại chả có cái quái gì? Lẽ nào cái quan tài kia lớn như vậy lại còn bằng sắt nữa, là vì của nợ kia đem đồ bồi táng nhét hết vào bên trong rồi. Thế này là biến quan tài thành két sắt mà dùng hả? Ngẫm lại thì đúng là có khả năng. Chú không khỏi có hơi bực tức. Lúc này chú đột nhiên nhìn thấy mặt sau của bức tường có phù điêu được chạm trổ rất phức tạp. Bích họa thì chẳng đáng tiền, nhưng đồ điêu khắc bằng đá trong cổ mộ đều có giá liên thành. Tuy nhiên bức tường này lớn quá, không có khả năng vận chuyển được ra ngoài. Thế nhưng lúc nhìn thấy nó, chú ba vẫn nhịn không được phải để mắt đến. Đèn pin chiếu tới cũng làm cho chú rất bất ngờ. Phù điêu được khắc sau tường không phải là hình vẽ thú mang điềm lành, Phật cưỡi mây hay là cảnh lễ lạt thành tiên, mà là mấy tòa cung điện, phi thiểm phượng đỉnh, điêu lương họa đống được chạm trổ đặc biệt tinh tế. Thậm chí đến cả mái ngói cũng là từng mảng chạm nổi làm nên. Hơn nữa, mỗi tòa cung điện bề ngoài đều không giống như nhau. Có tòa hai tầng, có tòa một tầng, tầm nhìn cũng có xa có gần, đan xen hấp dẫn. Chú ba đếm thử một lát, thấy tổng cộng có 7 tòa, xếp theo thứ tự của bắc đầu thất tinh. Trong không gian của mỗi tòa cung điện lại có thể thấy vô số đình đài lầu gác nửa ẩn nửa hiện. Những chi tiết khác đều bị hình mây mù chạm trổ che khuất. Hậu cảnh của bức phù điêu này là một mỏm đá núi khổng lồ. Hiển nhiên đây là một ngọn núi lớn, mà bố cục của tòa cung điện lại nằm ở phần dưới của cả bức phù điêu. Ý tứ rất rõ ràng rằng đây là 7 tòa cung điện được xây trong một hang núi khổng lồ. Trong hang núi mây mù tràn ngập, khiến những thứ bên ngoài cung điện bị che khuất đến mông lung huyền ảo. Bức phù điêu này có ý nghĩa gì? Chú ba kinh ngạc một lát. Tất cả bích họa trong cổ mộ đều có ý nghĩa. Nếu không phải để làm biểu tượng, thì cũng là ca tụng công tích vĩ đại của chủ mộ lúc sinh thời. Bức phù điêu này đại diện cho tiên quốc trong thần thoại hay là đang ca tụng chủ mộ gì đó đây? Lúc đó chú ba không biết chủ mộ chỗ này là Uông Tàng Hải, cho nên cũng không thể liên tưởng được. Có điều bức phù điêu tinh xảo này để lại cho chú ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Chú bảo tới tôi rằng, tính từ thời điểm đó thì bức tường này cũng đã là báu vật vô giá. Nếu có thể mang ra ngoài thì chú sẽ đem nó đặt trong phòng ngủ ngắm nghía mỗi ngày. Có điều bức tường này vô cùng vĩ đại, muốn chuyển ra ngoài ngay lúc đó là chuyện bất khả thi. Chú ba tuy ngừa ngáy trong lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chú ngắm nghía kỹ lưỡng mấy lần rồi lại muốn để giải liên hoàn tới chụp ảnh thứ này. Về sau cũng tiện chém gió với đám cùng nghề. Đang định mở miệng thì chú bỗng ngửi thấy một thứ mùi kỳ quái, cứ như là có cái gì cháy khét vậy. Chú sững ra một lát, tự hỏi đã có chuyện gì. Chỗ này là mộ thất, sao lại có thể có thứ mùi này xuất hiện chứ? Chú vội vã chạy ra khỏi bức tường, nhìn ra phía ngoài quan sát. Tiếp đó chú liền thấy được một cảnh khiến mình phải nghẹn họng chân chối nhìn. Chỉ thấy giải liên hoàn đang đứng trên cổ áo quan sắt, chân tay luống cuống, mà trong miệng người đồng trên nóc quan tài sắt kia lại có khói đen cuồn cuộn bốc lên. Chú ba tức thì toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Sao tự dưng lại có khói bốc ra từ quan tài thế này? Nhìn bộ dạng giải liên hoàn, chú cũng cảm thấy không ổn. Lẽ nào thằng danh này đã đụng chạm phải cái gì rồi? Chú kéo phát giải liên hoàn xuống khỏi cỗ quan tài sắt, hỏi hắn mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra thế? Giải liên hoàn ấp á ấp úng, múa may một loạt các động tác kỳ quái, hiển nhiên là do quá căng thẳng nên không thốt lên được câu nào. Ậm ọe nửa ngày mới phun ra hai chữ. Lửa. Chú ba nhìn động tác của hắn lại nhìn đến thứ hắn cầm trong tay, là một cái nắp ống giữ lửa. Ống giữ lửa là thứ động một cái đã cháy bùng, nên bình thường đều phải lấy thân sậy đậy kín lại. Chú liền lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Giải liên hoàn nhất định là đã tò mò về thứ bên trong quan tài, bèn thắp một ống giữ lửa lên, ném vào lỗ hổng trên quan tài. Sau đó mới dán mắt nhòm vào trong lỗ. Chiêu này gọi là khoét vách khoáng sạch, là công phu bắt chước từ bên Bắc phái, cũng là mánh khóe thường dùng của thổ phu tử, đặc biệt với đám người mới khai quan. Trước đi ba sau đi bốn, phải cẩn thận hơn cả cẩn thận. Thậm chí mô kim tặc bên Bắc phái có thể sử dụng chiêu khoét vách khoáng sạch này, chẳng cần vào cổ mộ vẫn có thể lấy đồ từ trong quan tài, cũng khá là cao tay. Tuy nhiên, chiêu này trong nghề đào cát bị coi là loại bàng môn tà đạo. Trong thực tế sử dụng có rất nhiều hạn chế, hơn nữa mức độ nguy hiểm lại rất cao, cho nên bình thường những tay lão luyện không bao giờ dùng. Cách này chẳng biết giải liên hoàn tự nghĩ ra hay là học nửa vời từ mấy mánh khóe nọ kia nữa. Chiêu khoét vách khoáng sạch có điểm mạo hiểm nhất,
chính là khả năng làm cháy hỏng, mất minh khí trong quan tài. Nhất là khi thi thể đã khô đét, những mảnh tơ lụa khô quắt dính trên thi thể đã mục nát, chỉ cần dính một chút tàn là đã bắt lửa. Một khi đã bốc cháy bùng bùng rồi, thì mấy thứ như thẻ tre, da ngọc chỉ một loáng là mất tiêu. Có dập lửa ngay cũng không kịp nữa, vậy nên nó yêu cầu người thực hiện phải vô cùng cẩn thận mới được. Thế mà cái thằng giải liên hoàn này chưa thèm suy nghĩ đã sử dụng ngay rồi. Chú ba chán nản chỉ một tiếng, bụng bảo dạ rằng không trông nom để mắt đến thằng danh này đúng là dại quá. Bộ quan quách nọ khiến chú thấy rất hứng thú. Chưa nói đến chuyện bên trong bảo đảm có hàng xịn, mà ngay cả thi thể nằm trong đó chú ba cũng muốn nhìn cái thử xem. Nếu đồ trong quan tài mà bị đốt mất tiêu thì đúng là thật đáng tiếc. Chuyện này truyền ra ngoài thì có mà bị người ta cười cho thối mũi. Ngay từ đó chú ba thoát cái đẩy phát giải liên hoàn ra, vọt tới bên cỗ quan tài, ra sức thổi phù phù vào cái lỗ trên quan tài. Chú tính thổi tắt lửa trong lỗ, nhưng ai dè vừa thổi một cái, khói đen lại càng cuồn cuộn bốc lên, túa ra ngoài theo cái lỗ hổng trên tấm áo quan, làm chú ba bị sặc đến suýt phát ói. Chú vội vàng né mặt ra chỗ khác, lại lấy túi nước ở bên hông dội thẳng vào trong cái lỗ nọ. Dọc đường tôi đây bị gió biển thổi nên mau khát, nước trong túi đã chẳng còn lại bao nhiêu, dốc một tí lại sạch nhẵn, chừng ấy nước căn bản chẳng ăn thua. Cái thằng chó này! Chú ba quýnh quá, mồ hôi mồ kê nhễ nhại quay sang giải liên hoàn thì thấy túi nước bên hông vẫn còn phồng phồng. Thấy hắn còn đứng được ra đó, chú tức quá chửi ầm lên. Còn đần ra đó làm gì? Mẹ kiếp, mày mang cái túi nước qua đây cho tao. Nước? À, túi nước. Giải liên hoàn lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cởi túi nước xuống. Chú ba giật phát lấy, lập tức dốc nửa túi vào, chỉ thấy khói đen lắc lư tí tẹo, rồi chẳng những không áp được khói mà lửa ở lỗ hổng còn bùng lên. Chú ba vừa nhìn thấy liền không đúng, sao lại xảy ra tình trạng này? Chú bèn ngửi túi nước một cái, không khỏi chửi lên. Hóa ra bên trong là rượu trắng. Chú lại nhìn đến cỗ quan tài nọ, lỗ hổng trên quan tài sắt cũng bắt đầu cháy rồi, khói đặc bốc lên mù mịt gần như tràn khắp mộ thất. Lúc đó chú cũng đờ ra trong chốc lát, chẳng biết phải làm như thế nào bây giờ. Lửa trong quan tài sắt đã cháy phừng phừng, cũng không thể thò tay vào mà dập nữa rồi. Và lại thò tay vào nhỡ bắt phải cái gì thì ngay đến cái mạng có khi cũng tiêu mất. Dùng nước thì tí tẹo nước vốn vô tác dụng, nhưng nếu cứ để kệ thì cỗ quan tài này coi như đi tong. Cháy thế kia thì đến ngọc thạch cũng có thể bị nung cho nứt ra ấy chứ. Chủ nhân ngôi mộ này vừa nhìn đã biết là chẳng tầm thường. Nếu đồ bị đốt mất mà bên trong quan tài thực sự có dạ minh châu gì đó, chính bản thân mình chẳng phải cũng sẽ buồn bực đến chết sao? Nhìn thấy lửa càng lúc càng lớn, khói đen từ lỗ quan tài phì phì phun ra, chú với giải liên hoàn lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc chú ba đã hết hy vọng trong lòng, bụng bảo dạ rằng, ôi thôi cái đấu béo bở thành đấu than mất rồi. Thì bỗng giải liên hoàn bên kia lại làm ra một hành động khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Hắn nhảy phóc lên nắp quan tài, khuỵu chân quỳ xuống tháo thắt lưng rồi ra sức mà tè, tưới đẫm thứ nước canh vàng khè kia vào thẳng lỗ hổng trên quan tài. Trong chốc lát mùi nước tiểu khai trộn với mùi thây thối, mùi cháy khét cùng lúc bốc lên, khó ngửi khủng khiếp. Đó hoàn toàn là cách nghĩ khi cuống quá hóa rồ, vì hành động của hắn quá bất ngờ nên chú ba căn bản không kịp cản lại. Đợi tới khi chú phản ứng kịp thì đã quá muộn mất rồi. Chú ba lập tức muốn xỉu. Giờ này khi xuống đấu, nam phái tuy phóng khoáng, thường quan niệm chết là hết, khai quan cũng có tính tùy hứng thích làm gì thì làm. Nhưng dựa theo tính nguy hiểm của loại hoạt động này, trong thực tế khi lên sàn diễn, nam phái cũng phải cẩn thận 10 phần. Loại chuyện tội lỗi như đái tổ tổ vào quan tài thế này, e rằng giải liên hoàn là kẻ làm đầu tiên. Cũng may mà ông cụ nhà họ giải không có ở hiện trường, bằng không chẳng tức chết mới là lạ. Có điều bãi nước tiểu của giải liên hoàn không ngờ lại có uy lực, khói bên trong đã giảm hẳn xuống rất nhanh. Tè xong, chính giải liên hoàn cũng đờ cả ra, bỗng chốc ngã sệp lên quan tài. Chú ba đến nước mắt cũng sắp ứa ra rồi, nhìn hình người kim loại trên hòm áo quan, lại vuốt mồ hôi lạnh ở trên đầu. Chú chỉ thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng nảy sinh vài phần dự cảm chẳng lành. Con quỷ thổi còi trong tiểu tử quan là vật đại hung, bữa này đã bị đốt một phen lại còn bị tưới một bãi nước tiểu vàng khè, lần này thì cứ gọi là khắc sâu mối hận. Đừng nói là bánh tông, dù có là người sống mà anh hết dùng lửa đốt miệng người ta rồi lại dội cho đầy mồm nước tiểu thì người ta chả liều mạng với anh ấy chứ. Chú toát mồ hôi lạnh đầm đìa mà quan sát cỗ quan tài sắt nọ, suy xét xem sẽ phát sinh chuyện gì, liệu sẽ có thứ gì vọt ra từ lỗ hổng kia. Khi càng lúc càng giảm,
dần dần hầu như không thấy nữa. Xem ra quả thật đã dập tắt được lửa rồi. Hai người đều nhìn như đóng đinh vào cỗ quan tài, mãi cho tới khi không còn thấy tí tẹo khói nào nữa. Nhưng trong quan tài lại không có chút động tĩnh nào, cứ như chuyện vừa rồi trước giờ chưa từng phát sinh. Chú ba vuốt vuốt mồ hôi đầu, thở phào nhẹ nhõm, bụng bảo dạ rằng Hoàng Vương phù hộ. Xem ra giải liên hoàn tốt số, quan tài này tuy là tiểu tử quan, song cũng là một cỗ tử quan. Tử quan là quan tài mà bánh tông bên trong đã tiêu hết, chỉ còn lại một nắm xương mục nát không có sức uy hiếp. Phần lớn quan tài trong cổ mộ đều là tử quan, chứ nếu không e rằng cái nghề trộm mộ này đã chẳng có ai làm. Tử quan thì không hề nguy hiểm, mới nãy bị một mồi lửa đốt lại còn tưới một trận nước tiểu, nếu không phải là tử quan thì chắc chắn đã có chuyện rồi. Mà lâu như vậy vẫn không thấy động tĩnh thì chắc cũng có thể xác định được. Lại đợi thêm một lát thấy tình hình vẫn thế, chú ba rốt cuộc mới chút được gánh nặng. Chú lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Giải liên hoàn thì chú thả lòng, biết rằng không việc gì nữa nên cũng ngồi phịch xuống khóc òa lên. Chú ba lắc đầu cười khổ, nghĩ bụng rõ là phải tội. Thế quái nào mà mình lại xuống đất cùng với cái ngữ này cơ chứ? Tổn thọ mất mấy năm rồi còn đâu, sau này thì xin cạch đến già. Cũng may không có nguy hiểm gì, bằng không lúc này thật sự chắc chắn sẽ bị hắn hại chết mất. Ngay từ đó chú ba bỗng nhiên thoáng động tâm, chú thầm nhủ rằng đã không có gì nguy hiểm, thì chi bằng chẳng cần chờ đến mai, ngày hôm nay đã có thể mò đồ rồi đi. Chỗ này mỗi lần qua lại đều phải chịu mạo hiểm, và lại suy cho cùng thì đi chung với đội của Văn Cẩm cũng không tiện cho lắm. Hơn nữa xét vị trí của cái lỗ trên quan tài này, nếu là đằng đầu thì có thể mò được phần sọ cùng hai bên đầu, còn có ngực nhất định cũng có thể mò đến. Nếu là đằng chân thì có lòng bàn chân là nơi đặt ngọc khí, cũng có thể có thứ ngon nghè nhưng sẽ không nhiều lắm. Một chuyến là có thể khuân hết ra. Hiện giờ nếu lấy đồ luôn thì ngày mai khỏi phải xuống nữa. Tuy trong lỗ toàn nước tiểu, nhưng đã làm trộm mộ thì còn cái thứ mắc ói nào là chưa từng thấy đâu. Huống hồ còn là của chính mình. Cho dù có bị ị vào, chú vẫn dám thò tay sục sạo như thường. Một bên là lòng tham lam đặc thù của trộm mộ tặc, một bên lại là sự kinh sợ đối với cỗ quan tài kia. Trong lòng chú ba lúc bấy giờ nổ ra một trận chiến không khoan nhượng. Thế nhưng rất nhanh lòng tham đã thắng thế, là gan không lớn thì đã chẳng bước vào được cái nghề này. Chú ba tự bảo mình rằng cứ đặt mẹ cược một phen đi rồi tính. Nghĩ thế, chú bèn đứng dậy, leo lên trên quan tài, vái bộ quan quách mấy cái, rồi sắn tay áo lên, nghiến răng nhắm mắt. Trước hết sọc tay xuống lỗ hổng trên quan tài nọ rồi lần mò xuống dưới. Thế nhưng vừa thò tay được một tấc vào lỗ quan tài, nhiệt độ bên trong truyền lên liền làm chú ba hối hận. Năm đó huyền thoại Trương Diêm Thành ấy, nó có phải là dựa vào vận may đâu, mà người ta dựa vào bản lĩnh thực sự của mấy đầu ngón tay đấy chứ. Chuyện này đúng là quá liều đi. Chú những muốn rút ra, thế nhưng khi ngoảnh lại chỉ thấy giải liên hoàn ở dưới trợn mắt há mồm nhìn chú. Lúc này mà rụt lại thì mất mặt chết, nên chú đành phải cố kiết mà tiếp tục mò. Dùng một tay dò huyệt có một cảm giác không sao tả rõ được. Tuy lần mò thò vào được càng sâu, tim chú lại càng đập gấp gáp, rồi thì ngón tay cũng càng tê dại đi. Tuy ngoài mặt chú không hề tỏ vẻ gì, nhưng kỳ thực khi tay cuối cùng cũng đụng tới thi thể, sau lưng chú đã ướt đầm đìa. Ngón tay thò vào bên trong run rẩy đến mất hết, không còn chút sức lực. Cái cảm giác này có thể tưởng tượng ra được. Tôi nghe chuyện mà còn cảm thấy cả người run bắn. Cứ coi như là kiếm đại một cái hòm bình thường, đục một lỗ rồi bắt người ta thò tay vào, thì cũng đã tạo ra một loại cảm giác sợ hãi, hoang mang, huống chi còn là một cái quan tài. Lúc đã đụng tới thi thể, ấn ấn vài cái thì chú ba phát hiện thấy ngón tay dính nhấp nháp, da đầu lại càng râm ran run rẩy. Cảm giác thế này chắc hẳn phải là miệng xác cổ rồi. Sơ soạn vài cái, chú chỉ có cảm giác hẳn đây phải là một cỗ thi thể thâm đen phù thủng, miệng há hốc một cách quái dị. Tư thế cơ hồ giống y hệt người đồng trên nắp quan tài, có điều sờ thì không rõ được chi tiết. Mà điều khiến chú bất an vô cùng là khi đụng tới ống giữ lửa đang dính chắc vào miệng xác ướp thì nó vẫn còn nóng rẫy. Chú thầm nhủ thật đúng là tội vạ. Ngay sau đó liền cắn răng di ngón tay vào trong tiếp tục thăm dò. Trước tiên chú đẩy ống giữ lửa sang một bên, sau đó đụng trúng một thứ gì đó cứng cứng có hình tròn. Ôi chao, đích thị là bánh ngọc tròn áp đầu lưỡi. Chú ba trong lòng mừng khấp khởi bèn nói, có rồi, thứ này thiêu không hỏng. Chú liền nắm ngay lấy, nhưng muốn gấp vật nọ từ trong cái lỗ ra. Thế nhưng mới móc lên được một tí, chú ba liền cảm thấy không ổn. Bánh ngọc tròn này nặng kinh người, mới nhấc được có một nửa đã không động đậy nữa.
Cô kéo mạnh thêm, chú liền cảm thấy cả gỗ quan tài bằng sắt hơi rung lên một chút, rồi lại nghe thấy một tràng những tiếng kèn kẹt nặng nề của kim loại hoen gì truyền từ dưới lòng bàn chân lên. Chú Ba mặt mũi tức thì biến sắc trầm trọng, tự nhủ, ôi thôi hỏng bét rồi, đó là cơ quan. Trong nháy mắt, tiếng cơ quan xoay chuyển liên tiếp vọng lên từ dưới đáy quan tài. Chú Ba còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe dầm một tiếng rất to ở nơi tối om mà bọn họ vừa lên khỏi mặt nước ban nãy. Tựa như có thứ gì đó rất nặng rơi vào cái vạc sắt khổng lồ mà hai người đã bắt gặp lúc vừa bước vào mộ. Trong không gian bịt bùng, tiếng vang dội đi dội lại khiến ruột gan của chú chấn động đến rúng gió. Chú Ba vội vàng rút tay ra, bất chấp bần thỉu chùi đại lên người một cái, rồi lưa đèn pin dọi về phía vạc sắt, tự nhủ rằng thôi hỏng bét rồi. Dưới này không thể so với trên mặt đất, nếu là đá lăn đè lấp cửa mộ hoặc cắt vàng đỉnh mộ chút xuống thì vẫn có thời gian để đào ngược lối vào động mà trở ra. Chỉ chỗ này ở trong dạn đá san hô dưới đáy biển, một khi có bất kỳ cơ quan gì vây khốn thì bọn họ chỉ có chết chứ không còn đường sống. Thôi thì khỏi cần nghĩ cách gì nữa, cứ chọn quách một nơi phơi xác còn hơn. Giải liên hoàn ở đằng kia cũng sợ giật bắn mình, chấn động truyền ra từ phía gỗ quan tài. Cho nên hắn từng cái quan tài này sắp có gì biến dị, thoát cái đã chuồn rõ xa. Tuy chú Ba đã hận giải liên hoàn thấu xương, chỉ tiếc là không thể một đao xẻ thịt hắn. Nhưng nói cho cùng hắn vẫn là họ hàng thân thích của mình, không thể mặc kệ hắn chạy lung tung được. Chú liền quát giải liên hoàn đứng lại, bảo hắn không được nhúc nhích. Rồi chú nhảy xuống, cộ quan tài sắt, dè dặt nhích từng bước tới gần cái vạc sắt. Chú muốn nhìn thử xem rốt cuộc cơ quan này đã động đến cái gì. Thứ vừa rơi vào vạc sắt là cái chi? Cái vạc sắt cách chú chưa đầy 20 bước, chẳng mấy chốc mà chú đã tới ngay bên cạnh cái vạc. Lúc này đã không còn nghe thấy tiếng cơ quan vận hành nữa, có vẻ như là cơ quan đã ngừng hoạt động rồi. Chú Ba nuốt nước bọt, dọn đèn pin lên phía trên vạc sắt thì phát hiện đỉnh mộ thất ở phía trên vạc có một cánh cửa lật. Thứ này chúng tôi gọi là quỷ đạp không. Cơ quan trên đỉnh mộ dạng như thế này thường được đặt vô số đá tảng thật nặng ở bên trong. Khi cơ quan phát động, đá nặng từ trên đỉnh sẽ rầm rập rơi xuống, trong chốc lát là nện cho người ta như tử nát bét thành thịt xay. Nhưng giờ đây thứ rơi xuống từ trên trần lại không phải là đá tảng đá hộc gì, mà là hai sợi xích sắt khổng lồ buông tọng xuống tận bên trong vạc sắt. Chú Ba thấy vậy liền sửng sốt, tự hỏi đây là cơ quan kiểu quái gì thế nhỉ? Nó chẳng có vẻ giống loại bẫy dập phòng trộm mộ một tí nào. Chốt khởi động cơ quan thì nằm tít tận đáy quan tài, vật nặng rơi thì lại rơi vào trong vạc sắt, có nện chúng đầu người đâu mà chết. Vậy thì thứ vừa rớt xuống là cái gì nhỉ? Nghĩ tới những điều trái khuấy lạ thường trong mộ thất này, chú Ba càng thêm nghi hoặc. Chú lấy lại bình tĩnh, móc dao găm ra kẹp giữa hai hàm răng, nhòi người vào lên trên vạc sắt, cực kỳ cẩn thận nhìn xuống theo hướng sợi dây xích. Vừa nhìn xuống, chú liền thấy ngay thứ gì đó rất kỳ quặc nằm dưới đáy vạc sắt. Xem kỹ thì mới phát hiện ra đó là hai cái khóa tì bà đen thui như vuốt quỷ, xích chặt vào một bộ hài cốt, tứ chi xoắn suýt một chỗ cùng xiềng xích, chân tay đều bị chặn đứt. Thoạt trông cứ như là một nô lệ tuận táng. Bộ hài cốt cực kỳ cao lớn, thân mặc lân giáp bằng đồng đã rách nát tả tơi. Hộp sọ rất kỳ dị, chỗ bị khóa tì bà xích chặt chính là xương quai xanh của hài cốt. Một khúc xương quai xanh đã gãy, khúc còn lại vẫn bị xích rất chắc chắn. Chú Ba cực kỳ kinh ngạc, thầm suy tính. Dùng khóa tì bà so vào xương quai xanh là một loại cực hình thời cổ đại, dùng để hạn chế tự do của phạm nhân. Thời cổ đại, kẻ nào võ công cao cường không thể kìm kẹp được bằng xương xích thông thường thì phải khóa chặt lại bằng cách xích vào xương quai xanh. Xương quai xanh sở dĩ còn gọi là tỏa cốt cũng vì nguyên nhân đó. Hải cốt đã mục rữa hết mức rồi, xương sầu giãn nứt thành hình vảy chi chít, dường như chỉ cần chạm vào một cái là vỡ vụn. Chú Ba cẩn thận soi đèn vào thì thấy hộp sọ của bộ hải cốt này khác hẳn người thường. Chưa nói đến kích cỡ hộp sọ, chỉ nội soi chiều dài thôi cũng đã thấy gấp đôi người thường. Chú Ba không biết nói thế nào để hình dung. Nói thẳng ra là cảm thấy trông nó giống như là quả chuối tiêu to tướng. Trong ngôi mộ cổ này lại nhốt một bộ xương người quái dị như vậy, thật là ly kỳ cực độ. Xem kết cấu của mộ thất thì hẳn bộ hài cốt đã bị treo trên đỉnh mộ từ lâu. Chỉ cần chạm phải cơ quan trong quan tài một cái là bộ hài cốt này sẽ thình lình rớt xuống. Quả thật là rất tài tình. Thế nhưng đây tóm lại là để làm gì? Nếu bảo rằng đó là cơ quan chống trộm, thì tuy có đáng sợ đấy, song chẳng hề có lực sát thương. Kẻ có thể đi vào mộ thất dưới đáy biển, có lẽ nào lại bị một bộ xương người dọa chạy mất chứ? Một bộ hài cốt được treo trên này rõ ràng không phải là một cái xác bình thường.
Vậy rốt cuộc nó là cái quái gì? Sức tưởng tượng của chú bà quá mức nghèo nàn, thậm chí là bị trói buộc trong cơn hốt hoảng nên càng không tìm ra manh mối. Được cái đầu óc chú xoay sở rất nhanh, trong nháy mắt đã nghĩ đến một việc. Bộ hài cốt đáng sợ này có khi nào chính là bánh tông đã bị thi biến? Sợi xích sắt kia to bằng miệng bát ăn cơm, lại chồng theo cả khóa tỳ bà, hiển nhiên là để khóa thứ gì đó khi còn sống có sức lực vô cùng mạnh mẽ. Từ xưa đã nghe nói, ở Miêu Cương có người nuôi được tiểu quỷ với quỷ nhập tràng trong vùng đất âm. Lẽ nào chủ mộ nơi này cũng dùng khóa tỳ bà xích một cái xác đã bị thi biến làm chó giữ của chăng? Hải cốt đã mục giữa hết, cho dù có là bánh tông thật thì cũng sắp tan thành tro bụi, còn dọa được ai? Chú bà nổi trí tò mò, mà lá gan cũng xem như lớn. Thế là để quan sát kỹ càng hơn, chú lại bò lên trên vạc sắt. Trong lúc đó còn gọi Giải Liên Hoàn qua đây chụp ảnh luôn cả thứ này để lúc về chú còn có chỗ tham khảo. Giải Liên Hoàn lại không thấy đáp lời. Chú bà dĩ nhiên cũng không thèm để ý leo tọt vào trong vạc. Chẳng ngờ bên trong vạc sắt phủ một lớp tro bụi dọc từ trên đỉnh xuống. Bàn chân ướt nhẹp của chú đạp vào, thế là trượt oạch một cái, cả người lộn một vòng trên thành vạc rồi ngã dúi dụi vào trong đống xương cốt. Đống xương cốt kia vốn là xốp giòn, lúc nãy rớt xuống lại lòng lèo sẵn, nay va chạm như vậy lại càng vụn tơi ra như bột phấn. Chú bà quỳnh quáng long ngóng trên tay ngồi thẳng dậy, cầm chắc đèn pin soi lại thì thấy mình đã ngã vào trong lòng bộ hài cốt. Cái đầu lâu dị dạng thì lùng lẳng treo bên cạnh đầu chú, bị chú xô vào vách vạc liền vỡ vụn, lộ ra khoảng sọ bên trong. Một đám thứ gì trông như là tổ ong bám dính vào trong khoang sọ. Phía trên có từng viên trứng côn trùng trông y hệt hạt trân châu phủ kín cả bề mặt. Những cái trứng côn trùng này dính cả vào bên trong hộp sọ. Chúng có màu xám, từng viên chi chít, nhìn kỹ thì thấy mắc ói cực kỳ, trông cứ như là trứng ong lúc nhúc trong một cái tổ ong vậy. Người thường sao bị được với chú ba? Lúc đó chú không hề sợ hãi chút nào, mà trái lại hứng thú càng nổi lên. Chú liền nhoài người lên quan sát cho tỉ mỉ. Dưới ánh đèn pin chiếu xuống, đầm trứng sâu phô ra vẻ nửa trong suốt mơ hồ. Chú ba lấy dao găm gõ gõ thì thấy cứng như vỏ giáp xác, có vẻ chúng đã khô queo. Đây là cái gì nhỉ? Chú ba tự hỏi. Trong hộp sọ này lại có nhiều trứng sâu như vậy, lẽ nào đó là ký sinh trùng? Trong xác cổ có ký sinh trùng, vậy cũng hợp lý. Trong xác cổ lâu lan cũng thường xuất hiện phát hiện ký sinh trùng. Có điều bình thường ký sinh trùng đều sống bám trong lục phủ ngũ tạng, chứ sao lại xuất hiện trứng trùng trong hộp sọ? Đã thế lại còn đẻ lúc núc đầy ra trong đấy. Đây là thứ côn trùng quái quỷ gì mà ghê gớm quá vậy? Đây chính là một phát hiện lớn, chú ba thầm nhủ như thế. Chú nhớ lại lời Văn Cầm giảng giải cho mình về việc phát hiện những giá trị phi vật thể đối với khảo cổ học. Trong khảo cổ, nếu tìm thấy thư tịch cổ hoặc dấu vết mộ táng hay phong tục tập quán chưa được những người đi trước phát hiện ra, thì đều thuộc về phát hiện vĩ đại cả. Cái kiểu phát hiện này đối với chú ba chỉ đáng bỏ đi chả khác gì phân chó. Nhưng với toàn bộ giới khảo cổ mà nói thì nó đồng nghĩa với thanh danh lừng lẫy và địa vị cực cao, là thứ giúp họ lưu danh vào sử sách. Đối với những thứ này, chú chẳng có một chút hứng thú nào cả. Mỗi tội hồi đó chú còn đang sa chân vào mối tình nồng cháy, động một tí là tư tưởng tới Văn Cầm. Chú tự nhủ, nếu mang thứ này về cho Văn Cầm thì cô nàng này thế nào cũng sẽ tìm ra chỗ hữu dụng. Mà lỡ nó không giá trị thì bỏ lại đây cũng có để làm gì đâu. Như thế chú bèn móc một cái túi da trâu ra. Cái túi này vốn dùng khi lặn xuống nước mò đồ. Dưới đáy có lỗ bịt lại được. Khi nào ra khỏi nước thì nước trong túi sẽ tự động chảy hết ra. Chú ba bịt lỗ dưới đáy túi lại, rồi thì đặt cái hộp sọ xuống. Còn lèn thêm mấy mảnh xương vỡ cho túi căng phồng, sau đó mới xốc lên lưng. Xong việc chú bò ra khỏi vạc sắt đi tìm Giải Liên Hoàn. Bây giờ sau khi trải qua hai lần khiếp vía, chú đã đủ dựng tóc gáy rồi. Lòng tham cũng bị dọa cho biến sạch. Cỗ quan tài nọ chú không dám đụng vào. Ngôi mộ thất này lại tà môn chết mẹ. Chú không muốn chần chờ thêm một giây nào nữa. Nếu Giải Liên Hoàn đã chụp xong các thứ rồi thì bọn họ phải rút khỏi đây ngay lập tức thôi. Lúc đó chú đã quên béng mất rằng bình dưỡng khí của Giải Liên Hoàn không còn đủ oxy nữa. Chứ nếu mà còn nhớ thì hẳn chú đã biết rằng lúc này đã ra được đến bên ngoài đã không còn là chuyện dễ dàng. Nhưng đợi tới khi chú bò ra khỏi vạc sắt, trở lại chiếc quan tài đúc tượng đồng, thì chú chợt nhận ra một điểm bất thường. Thứ nhất, chú không thấy Giải Liên Hoàn đâu nữa. Hắn không còn đứng ở chỗ cũ đã đành, mà dùng đèn pin chiếu một vòng cũng vẫn không tìm thấy. Thứ hai, đèn pin của Giải Liên Hoàn rơi trên mặt đất, rọi vào một bức bích họa bên cạnh đang chợp tắt lập lòe.
Chú ba chỉ sừng sốt chưa đến một giây, rồi mồ hôi lạnh túa ra. Bởi vì cảnh tượng kiểu này chú từng thấy nhiều lần lắm rồi. Ở trong cổ mộ, hễ có người gặp chuyện chẳng lành thì đảm bảo là đèn pin sẽ rơi xuống đất. Hồi trước đi gặp Lạt Ma đã có nhiều người gặp nạn, cho nên vừa nhắc thấy chiếc đèn pin chỏng chơ trên đất là chú lập tức căng thẳng liền. Lẽ nào trong lúc mình đang giúp trong vạc, Già Liên Hoàn đã xảy ra chuyện gì? Hay đã động đến cơ quan nào đó rồi? Lúc nãy chú có nghe thấy âm thanh nào đâu. Nhưng có điều là khi đang chui trong vạc thì quả thật là chú cũng chẳng để ý xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra không. Cái gì gọi là kinh nghiệm? Thế này chính là kinh nghiệm đấy. Nếu đó là tôi thì chắc chắn tôi sẽ chạy tới nhặt đèn pin, sau đó ý ới gọi vài tiếng. Nhưng chú ba thì xác định là đã có chuyện rồi. Tuy còn chưa biết đó là chuyện gì, chú lại rút con dao găm, cả người tiến vào trạng thái sẵn sàng, vừa đi về hướng vạc sắt, vừa tìm xem Giải Liên Hoàn ở chỗ nào. Thời gian chú ở trong vạc sắt không dài, Giải Liên Hoàn nếu có trúng chiêu thì cũng chỉ có thể ngã loanh quanh gần vạc sắt. Sau khi dài dặt từng ly nhưng vẫn nhanh chóng lượn một vòng quanh chiếc vạc, quả nhiên là chú thình lình thấy Giải Liên Hoàn ngã sõng xoài sau cỗ quan tài sắt, người cuộn lại thu lu, không hề động đậy. Chú ba bèn dọn đèn pin vào mặt hắn, chẳng thấy hắn có phản ứng gì. Lại liêu một vòng cũng chẳng phát hiện xung quanh có thứ nào kỳ dị. Lạ thật, hình như là không có dấu hiệu gì là động tới cơ quan. Làm sao mà hắn lại bị ngã? Chú ba có phần ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh. Thấy quả thực không có động tĩnh gì, chú liền bước nhanh lại gần đỡ Giải Liên Hoàn dậy. Giải Liên Hoàn đã mất trí giác, đờ ra như xác chết, cơ thể co quắp hết cả lại. Chú ba dựng cổ hắn dậy, phát hiện hắn chưa chết, lại sờ thử mấy chỗ hiểm thì thấy sau ót hắn bỏng rát, giơ tay lên xem thì thấy be bét máu. Trong chốc lát, chú ba tối tăm mặt mũi. Sao lại có thể như thế? Sao thằng Ôn này trông cứ y như là bị người ta đập cho ngất xỉu thế này? Nhưng đây đang ở trong cổ mộ cơ mà. Làm gì có cơ quan cổ mộ nào lại được thiết kế để đập người ta ngất xỉu đâu. Còn Bánh Tông cũng không thể nào tốt bụng đến mức chỉ đập cho anh xỉu. Có thể là đánh ngất người ta, chỉ có thể là một người khác mà thôi. Nghe đến đó chú ba bỗng cảm thấy ớn lạnh tột cùng. Chú vội vàng quay đầu nhìn khắp bốn phía tối om tự nhủ. Không thể nào, chẳng lẽ ở đây còn có kẻ nào khác? Chú ba vừa nghĩ tới điểm này, tuy còn không dám tin nhưng mồ hôi lạnh vẫn đầm đìa khắp người. Chú buông Giải Liên Hoàn ra, vội vàng đảo mắt quan sát bốn phía một lượt. Nhìn ngó một lúc mà vẫn không thấy gì, trong mộ thất lặng tờ chẳng có cái chi sắt. Nhưng khi ánh đèn pin lờ mờ quét qua vách tường mộ thất, không hiểu sao một cơn ớn lạnh tự nhiên sộc thẳng vào trong lục phủ ngũ tạng của chú ba. Chú ba không như bọn tôi. Đối với người từ thuở nhỏ đã thường xuyên xuống đất dạo chơi như chú, người chết tuyệt không đáng sợ. Vì xác chết chẳng qua chỉ là đồ vật, dù cũng có nguy hiểm đấy, nhưng nó nào có biết tính kế hại người. Song người sống thì khác. Chú ba vừa nghĩ tới khả năng có kẻ thứ ba trong mộ thất này thì lập tức bắt đầu lo sợ. Cú đòn hiểm tương vào gáy của Giải Liên Hoàn kia, nói mạnh cũng đúng mà bảo nhẹ cũng chẳng sai. Ngày nay chúng ta thường xem phim truyền hình, thấy muốn ai té xỉu thì cứ việc kiếm cái gì táng đại một phát vào sau đầu hắn là xong. Nhưng người của chú ba cũng biết rõ ràng, trên thực tế sức lực bỏ ra để choàng cho chết hay đập xỉu người ta là tương đương nhau. Nếu anh phang một cú hơi mạnh, vậy đối phương sống hay chết hoàn toàn phải trông vào số. Còn nếu anh đập nhẹ tay một tí thì cũng lắm chỉ khiến đối phương choáng váng trong vài giây là cùng. Phương pháp đánh người bất tỉnh chứ không đập chết thực sự chính là đánh vào gáy đối phương. Người giỏi võ thậm chí còn chả phải đánh, chỉ cần dùng tay bóp một phát là đối thủ lăn đùng ra xỉu ngay tắp lự. Thế cho nên Giải Liên Hoàn sự cứu đòn này, tình hình lúc đó ra sao chú cũng chịu không hiểu được. Chỉ biết rằng nếu kẻ đánh Giải Liên Hoàn là con người thì rõ ràng cú này xuống tay hắn đã ra đòn sát thủ. Chứ nếu bị ngã do vật lộn thì chắc chắn không đến mức nặng đến thế. Thậm chí lỡ có ngã chết cũng phải là do sốt huyết nội, chứ da đầu không thể rách toác ra vậy được. Nhưng mà làm sao lại có kẻ thứ ba ở trong này cơ chứ? Nếu nơi đây là cổ mộ trên đất liền, ngộ nhỡ đụng phải một hai người quen thì dẫu xác suất nhỏ nhưng mà chú còn hiểu được. Chỉ chỗ này tít dưới tận đáy biển sâu, lẽ nào có kẻ cũng đánh hơi thấy cái xó này bèn lặn theo xuống đúng lúc thế à? Không thể nào, khả năng này quá thấp. Chú ba đầu óc nhanh nhạy, nhoang cái liền nghĩ đến một khả năng khác. Mẹ kiếp! Chẳng nhẽ lúc mình với Giải Liên Hoàn xuống nước đã bị người trên thuyền trông thấy? Có người đã bám theo bọn họ xuống đến tận đây sao? Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là có khả năng, khó có thể có tàu bè khác qua lại quanh chỗ này. Mà bản thân mình lúc bắt quả tang Giải Liên Hoàn quả thực có làm ầm ĩ lên một lúc. Lẽ nào có người bị đánh thức đúng vào lúc đó sao? Hắn không lên tiếng gọi bọn mình, mà ngược lại,
một mạch bám theo tới tận đây hả? Suốt dọc đường đi, biển một màu tươi mịt, biển đen nước đen, chính là một khoảng mịt mùng hỗn độn, lại tối tăm đến mức chẳng nhìn rõ cái quái quỷ gì. Nếu có người theo dõi cũng đảm bảo là đường hòng mà phát hiện ra. Huống hồ cả hai lại chỉ lo lên đường cho chóng, căn bản nào có nghĩ tới mấy chuyện này. Nói thật, lúc đó đối với chú ba, đám người trong đội khảo cổ kia vốn chẳng đáng lo. Chú thấy giả như có bị phát hiện thật, thì Văn Cẩm cũng vẫn có cách bao che cho chú. Lúc người kia cho dù ngờ vực thì cũng chẳng làm được cái quái gì. Thế cho nên khi cùng Giải Liên Hoàn xuống nước, chú hoàn toàn không để ý đến việc có bị kẻ nào phát hiện không. Nhưng chú thực sự không thể ngờ tới được là lại có người lén lút bám đuôi theo xuống. Liệu sẽ là ai được? Người trong đội khảo cổ phần lớn chú đều quen biết. Tuy cũng có vài bản mặt lạ hoắc, nhưng bình thường mắt nhìn người của chú khá chuẩn. Ngoại trừ Giải Liên Hoàn thì chắc không có đứa nào khả nghi đâu. Thế nếu là phu lái thuyền thì sao? Cũng có thể lắm. Có lẽ lúc mình xuống nước đã bị tên phu thuyền nào đó thấy được. Thế là hắn tò mò nên bèn bám theo sao? Có điều đã tới tận đây thì ắt là phải có đồ lặn. Đám phu thuyền bơi lội giỏi thật, nhưng mấy món thiết bị lặn này thì hẳn là họ không biết dùng chứ nhỉ? Nói vậy thì chắc vẫn là người trong đội khảo cổ, nhưng là ai mới được cơ? Chú ba nghĩ không ra đành tự nhủ. Cho dù có thế nào, nếu như kẻ đó do tình cờ mà mò được tới đây, thì lúc này ắt hẳn phải đánh tiếng đòi thương lượng rồi mới đúng. Đằng này hắn không những chả thèm mở miệng, lại còn ra tay nặng thế, đập Giải Liên Hoàn xỉu luôn. Với lại hồi nãy chú cũng không nghe thấy tiếng kêu la nào lớn, nên hẳn là đánh lén. Vậy nhất định phải có vấn đề rồi. Cứ đợi bố tóm cổ mày trước đã, để xem rốt cuộc là mày là cái giống gì. Những suy nghĩ này nháng lên trong đầu chú ba như điện xẹt. Nghĩ tới đó chú gật gật gù gù, rồi tắt ngoéo đèn bên đi. Bốn phía bỗng chốc tối sầm, chỉ còn le lói vài tia sáng từ chiếc đèn pin của Giải Liên Hoàn đang lúc lắc. Tiếp đó chú liền sụp xuống nằm úp sấp trên mặt đất, lăn qua một bên. Chú làm vậy là để đối phương không thể biết vị trí của mình. Địch ngoài sáng ta trong tối, thế thì mới dễ có cơ hội nhất. Mà đặc biệt chú ba đặt nằm sấp xuống. Đó là vì sợ đối phương nghe ra động tĩnh mà ném ám khí gì đó. Nói ví dụ, loại người giống như Trần Bì A Tứ chẳng hạn. Nếu anh cứ đứng được ra đó thì chỉ cần dựa vào tiếng tim đập là lão ta có thể bắn trúng anh rồi. Sau khi lăn mấy chục bước, áng chừng mình đã cách xa chiếc quan tài sắt, chú bèn tập trung tinh thần kìm nén hơi thở, cố gắng lắng nghe tiếng động xung quanh. Mộ thất vốn đã yên ắng vô cùng, có thể nói là đánh rớt cây kim cũng nghe được tiếng. Khi chú ba tức khắc im hơi lặng tiếng thì nó lại càng tĩnh lặng hơn. Chú thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập, vừa to vừa rõ cứ như là sét đánh bên tai. Ngoại trừ tiếng tim đập ra, quả thực là chú cũng còn nghe thấy một ít âm thanh quái lạ. Tiếng động này rất khẽ, không nghe rõ phương hướng phát ra, nhưng chắc chắn là chỉ ở đâu đó quanh đây. Có lẽ đó là tiếng hít thở, hoặc cũng có thể là tiếng khẽ khàng cọ sát khiến chú lập tức toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên là có người. Chú ba thầm chửi một tiếng, nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe chút âm thanh truyền đến hòng phân tích phương hướng của tiếng động này. Có điều mới chỉ nghe được một chốc mà âm thanh kia đã chợt biến mất, dường như đối phương biết mình bị chú phát hiện nên nín thở rồi. Tim chú ba đập dồn dập hơn, chú vừa từ tốn bò bò lên, vì lỡ kẻ kia còn quanh quẩn ở gần đó thì ngộ nhỡ không cẩn thận lại để cho hắn dẫm phải, thì mình đang nằm sấp thế này đảm bảo là rơi vào thế hạ phong rồi. Mới bò được nửa đường, chú bất chợt nghe thấy chênh chách bên trái phía sau mình có tiếng bẻ khớp ngón tay răng rắc, kề sát cực gần. Chú ba trong chốc lát có hơi quýnh quáng, bèn xoay người vòng qua, muốn lùi về sau một chút tránh xa khỏi âm thanh nọ. Trong nháy mắt đó, chú đột nhiên cảm thấy gió nhẹ lướt qua một bên mặt, tự nhủ rằng thôi chết rồi. Vội vàng tính hụp đầu xuống né tránh nhưng đã không còn kịp. Từ trong bóng tối bỗng vụt đến một trận kinh phong. Có người đấm tới một cú rất mạnh, thoát cái đã tần chú ba ngã vật ra đất. Ngay sau đó chú cảm thấy chiếc đèn pin ở bên hông của mình bị rút mất. Nhưng tiếp theo lực đánh của thằng này cũng có phần nhẹ đi. Chú ba dồn sức bật người lên định dậy ra. Nhưng đột nhiên dưới cằm lại tê dại, thì ra là chú đã bị kẻ nọ dùng đèn pin hung bạo đập cho một cú, tức thì hộc máu đầy mồm. Mẹ kiếp, thằng kia nhìn thấy mình. Trong tích tắc đó, ý nghĩ này vụt hiện lên trong đầu chú ba. Ở chỗ tối om như thế này mà có thể tấn công chuẩn xác đến như ấy. Hơn nữa thoát một cái đã rút mất đèn pin của mình, chứng tỏ là thằng này phải nhìn thấy rất rõ ràng. Thế nào, chẳng nhẽ mắt nó là mắt mèo à? Vẫn chưa hết kinh hãi, chú dùng sức lắc đầu né sang chỗ khác.
Nhưng sau đó đối phương vẫn nện một cú thứ hai rất chuẩn xác, không chệch lấy một phân, táng thẳng vào mũi của chú ba. Lần này chúng đòn quá nặng, chú thậm chí không cất nổi đầu lên. Một thứ có vị mặn mặn ọc đầy ra trong miệng. Lần này chú ba điên máu thật rồi. Từ nhỏ chú đã làm vương làm tướng trong nhà, ngoại trừ bị ông nội đánh thì nào có từng chịu thiệt như thế bao giờ. Sát ý lập tức nổi lên, chú ngẩng đầu tìm ngay con dao găm. Nhưng còn chưa vớ được cái gì, cằm của chú đã rơi thêm một cú đấm rõ mạnh. Tất cả toàn là đòn sát thủ. Cằm chú ba đau đến mất cả cảm giác. Sau đó tay cầm dao găm của chú cũng bị người ta tóm chặt. Bị đè thẳng cẳng thế này nên không vận được tí hơi sức nào. Tay thì bị siết chặt ấn ghì sát đất. Chú ba chửi lớn một tiếng. Nghĩ bụng, mẹ kiếp, mày còn muốn hiếp dâm tao như thế nào nữa? Chú thình lình ngẩng đầu lên, cầm một miệng đầy nước bọt trộn lẫn với lượng máu tươi đều phun hết ra ngoài. Dựa vào cảm giác, chú biết đối phương chợt lắc mạnh một cái. Chỉ ngay trong tích tắc này, chú ba vặn cả thân mình, vùng lên định thoát ra. Đối phương không ngờ là chú ba vẫn có thể dãy giụa, bèn vội vã tì cả thân mình xuống, lấy đầu gối chặn lại, vây chú ba vào giữa. Bình thường những lúc phang nhau, nếu một người bị kẻ kia ghì xuống thì một khi đối phương nới lỏng sức lực, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu họ sẽ là dãy ra. Thế nhưng lúc này đối với kẻ phía trên, muốn tiếp tục khống chế anh là việc quá dễ dàng. Thế cho nên chú ba chỉ giả đò dãy giụa, đến lúc kẻ nọ lại đè mình xuống, chú đã dùng tay kia vớ được cái túi trông thấm chứa sọ người, bắt đầu dùng nó đập túi bụi. Sau một cú nện cũng chả biết chúng ở chỗ nào, chú chợt nghe đối phương kêu lên đau đớn lăn ra ngoài. Chú ba cười ha hả, vặn mình một cái liền đứng dậy, vơ cái túi trông thấm cứ nhằm hướng có tiếng rên của kẻ đó mà phang. Tiếc nỗi lúc bấy giờ xương sầu trong túi đảm bảo đã vỡ vụn không còn giữ được hình thù. Mà chỉ mỗi cái túi trông thấm thì có đập thêm cũng chẳng còn uy lực gì nữa. Chú ba bèn chẳng quản mình đánh có chúng hay không, lảo đảo nhào tới chỗ cái đèn pin của giải liên hoàn, cầm đèn pin chiếu ra sau lưng. Lúc trước cứ đắn đo suy nghĩ mãi về vấn đề phang nhau trong tối, giờ hóa ra đã vô dụng. Đối thủ dù tối vẫn cứ nhìn thấy chú. Thành thử mấy động tác tắt đèn pin, nằm úp sấp, lộn vòng tròn của mình, hóa ra thành trò cười hết giáo. Giờ mà muốn khống chế địch thủ thì chỉ còn mỗi cách ép hắn phải lộ mặt. Xong khi ánh đèn pin như chớp lướt nửa vòng, chú lại chẳng thấy ai, kẻ tập kích chú đã biến mất. Khi ấy chú còn đang trong trạng thái tức giận, chẳng còn tỉnh táo gì nữa. Thấy người trốn mất bèn chửi ầm lên, xách dao găm đi tìm. Mới đi được một vòng quanh quan tài, chú chợt nghe thấy từ nơi mình lên khỏi mặt biển có tiếng thứ gì nhào vào trong nước. Mẹ kiếp, trốn đấy hả? Chú ba nhảy dựng lên mau chóng đuổi theo. Vừa lao đến sát mép nước thì thấy kẻ kia vừa kịp lặn xuống. Nước trên mặt vẫn còn lăn tăn gợn sóng. Chú ba điền tiết định lao luôn xuống nhưng thấy làn nước dưới ánh đèn kia đen ngòm. Lặn xuống lỡ gặp đối phương mai phục tại đó thì cứ gọi là ăn không hết đòn. Chú đành nhịn như nhịn cơm sống, chỉ tay xuống nước chửi xồn xồn. Vì không biết kẻ đó là ai, cho nên chú cứ thế đào mà tổ tông tất cả cái đám trên thuyền lên trừ một lượt, chỉ trở lại Văn Cầm. Thế nhưng chỉ mắng một hồi, chú bỗng cảm thấy không ổn, vì hình như bên mình cứ có tiếng xì xì quái lắm, nghe ngứa cả lỗ tai. Chú ba bèn cầm đèn pin chiếu về hướng tiếng động phát ra, tức khắc toàn thân lạnh buốt, thiếu điều ngất xỉu. Thì ra bình oxy của chú đã bị người ta vặn van an toàn ra tới lúc nào, dưỡng khí đang xì xì thoát ra ngoài. Nói đến đây chú ba than thở một hơi rõ dài, dày dày ấn đường, dường như không hề muốn nhắc đến những chuyện xảy ra sau đó. Mà tôi nghe đến đây, cả người cũng đầm đìa mồ hôi hột. Chú ba dừng lại, tôi vừa hay có dịp thở một miếng xả hơi. Chuyện này thực là kinh hồn bạt vía. Suốt trong lúc nghe tôi cứ thấy hơi nghẹn thở, đặc biệt là khi nghe đến đoạn phát hiện ra kẻ thứ ba, tôi có cảm giác cứ như đang nghe kể tiểu thuyết chương hồi vậy. Kẻ nọ là ai? Tôi thầm nghĩ, xét theo hành động của hắn thì có thể thấy kẻ này tương đối quyết liệt. Van bình dưỡng khí không thể bị hở do chạm vào đâu đó hay tự động lỏng ra được. Nhưng giờ nó lại bị vặn mở ra, chứng tỏ là chắc chắn là do người làm. Hơn nữa rất có thể nó đã bị mở ra từ khi kẻ đó bám gót theo chú ba tiến vào. Dưỡng khí bên trong đương nhiên không còn lại nhiều lắm. Mộ thất dưới đáy biển này nằm cách mặt nước một khoảng cách khá xa. Nếu không có dưỡng khí, hiển nhiên chú ba và giải liên hoàn sẽ bị chôn sống trong này cho đến khi tắt thở. Kẻ nọ có trở về thuyền thì cũng sẽ không để hở ra chuyện của chú ba. Ngôi cổ mộ này nhất định sẽ không bị phát hiện. Người trên thuyền muốn tìm cũng đừng hòng tìm thấy, thì dĩ nhiên chẳng thể trông chờ vào khả năng được bọn họ lặn xuống đón lên được. Đây là một đòn sát thủ vô cùng tàn độc.
Hiển nhiên là kẻ này nhất quyết muốn chú Ba và Giải Liên Hoàn chết luôn trong ấy. Như vậy, tình cảnh lúc đó của chú Ba thật ra còn gay go hơn cả chúng tôi. Chú chỉ có một mình và lại còn lặn sâu dưới đáy biển ở cự ly ghê gớm hơn chúng tôi rất nhiều. Có điều giờ này chú Ba còn ngồi rung đùi, uống trà lù lù trước mặt tôi, chứng tỏ là rốt cuộc chú vẫn tìm được cách thoát thân. Cho nên cái thằng tôi đây cũng không cần phải hồi hộp quá đáng. Khi cả hai đều trấn tĩnh lại, chú Ba ngừng một lát rồi mới kể tiếp. Lúc ấy thấy tình cảnh như thế, đầu óc của chú lập tức muốn nổ tung, vội vã bổ nhào vào vặn lại chốt van dẫn khí. Vặn chặt xong, chú đã sợ đến lạnh toát cả người. Trong nháy mắt ấy chú đã tưởng mình tiêu đời rồi, đảm bảo lần này chết chắc. Hơn nữa còn là kiểu chết chú sợ nhất, trong cổ mộ biết bùng, cứ thế bị nhốt đến chết. Chú vừa hối hận vì mình quá sơ suất, mà trong lòng thì lại vừa căm hận ngập tràn. Với chú Ba mà nói, chết trong mộ cổ thì chết trong mộ cổ, chẳng sao cả. Nếu chúng cạm bẫy rồi chết thì tức là cái số nó thế, chả làm thế nào khác. Nhưng để người ta hại chết thì chú cực kỳ không cam tâm, thật sự là quá ấm ức. Chú lập tức xem đồng hồ đo dưỡng khí, xem xong liền nghiến răng nghiến lợi. Bình dưỡng khí của chú có lẽ là do cái van có tác dụng chống rò rỉ nên oxy không thoát ra hết sạch. Lượng khí oxy chỉ còn lại 1/10. Bình dưỡng khí của Giải Liên Hoàn cũng chỉ còn một ít, gần như là chỉ có xíu xíu, áng chừng thở được 3-40 hơi là cạn. Điều này có khả năng là do thời gian xả khí tương đối ngắn. Nếu chậm thêm vài phút nữa thì chắc chỉ còn trơ lại mấy cái bình không. Tí tẹo dưỡng khí ấy, khác nào có cũng như không. Lúc bọn họ vào đây, chú Ba đã dùng hết một nửa, còn Giải Liên Hoàn thì dùng đến quá nửa. Chừng này dưỡng khí thì còn khướt mới đủ để trở ra. Nghĩ vậy chú Ba liền tuyệt vọng. Chú nhìn mộ thất bốn phía tối thui, một cảm giác sợ hãi tột cùng ập đến. Chú tự hỏi lẽ nào mình lại bị nhốt ở đây đến chết thật sao? Càng nghĩ chú Ba lại càng sợ hãi, hơn nữa là hoảng sợ thật sự chứ không phải là căng thẳng hay lo âu. Lúc ấy bỗng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu chú, rằng mình không thể chết trong này được, có chết thì cũng phải chết ở chỗ khác. Khoảnh khắc ấy chú suýt nữa định đâm đầu xuống cửa và ngập nước, tự dìm mình chết đuối cho rồi. Nhưng chú Ba nói cho cùng vẫn là một kẻ kiêu hùng, cảm giác sợ hãi này chú bị đè nén xuống rất mạnh. Chú tự giáng cho mình một cái bạt tai, chỉ bản thân là đồ không có chí tiến thủ. Thế rồi chú bình tĩnh lại, bắt đầu suy tính xem mình nên làm gì bây giờ. Khi tôi, Bàn Tử và Muộn Du Bình cùng bị vây nhốt, do một tẹo dưỡng khí cũng chẳng có nên chỉ có thể dồn mọi hy vọng vào việc tìm bình dưỡng khí. Thế nhưng khi đó chú Ba vẫn còn dưỡng khí, hơn nữa lượng dưỡng khí cũng tầm tầm không nhiều không ít, cực kỳ khó xử. Cho nên mọi suy nghĩ của chú nhanh chóng bị thu hút cả vào lượng dưỡng khí này. Việc đầu tiên chú bắt đầu cân nhắc, liệu với chút dưỡng khí này mình có tí khả năng nào có thể cầm cự để ra được đến bên ngoài hay không? Suy đi tính lại, kỳ thực cũng chẳng ra được kết quả nào, bởi vì dưỡng khí quá ít. Tuy rằng lúc chú tiến vào hồi nãy, do suốt dọc đường cứ cẩn thận dè dặt từng ly nên tốc độ cũng không cao, nên lúc đi ra tăng tốc một chút thì có thể bớt được một khoảng thời gian khá dài. Nhưng mà lúc vào đã dùng đến 5 phần dưỡng khí, giờ ra ngoài chỉ được dùng có 1 phần, hay nói cách khác là tốc độ đi ra phải gấp 5 lần lúc đi vào. Lúc vào mất chừng 30 phút, thế thì đi ra chỉ được có 6 phút à? Chú có phải là cá đâu, sao mà làm được? Quả này thì chú Ba lại hơi khó chịu rồi. Chú lập tức tát cho mình một phát nữa, vỗ về cơn sợ hãi của bản thân, ép mình phải tiếp tục suy nghĩ. Với 6 phút kia thì liệu có thể đến được chỗ nào đây? Từ đây ra đã mất khoảng 3 phút, 6 phút thì chỉ có thể đến được miệng cái vực khổng lồ sâu hun hút mà thôi. Đó là tốc độ nhanh nhất rồi. Một khi đã đến được miệng vực sâu, thế thì đại khái chỉ cần 10 phút là nhất định sẽ ra được bên ngoài. Cũng tức là lộ trình nửa tiếng đồng hồ đó, nếu tốt số thì có thể đi qua chỉ trong 16 phút thôi. Hơn nữa, chú ngó đồng hồ, thủy triều sắp rút rồi. Tới lúc đó thì cái miệng hang kia sẽ lộ ra khỏi mặt biển một chút, không khí sẽ tràn vào phía trong hang. Như vậy có lẽ chỉ cần ra đến cửa hang đã có thể hít được không khí. Mà mình còn có thể nín thở một phút, vậy chỉ cần tìm đủ dưỡng khí để hít thở thêm 10 phút là được. Tuy nhiên, đào đâu ra dưỡng khí để thở trong 10 phút này đây? Đến đây thì hết cách, chú Ba vào đầu bứt tai, theo phản xạ nhìn quanh quất khắp nơi, hy vọng có thể tìm thấy thứ nào đó cho mình một gợi ý. Thế nhưng trong cổ mộ thì có quái gì gợi ý được đây? Lẽ nào còn có cái bình dưỡng khí bằng gốm sứ Tề Minh Thanh cho mình phát hiện ra chắc? Ý nghĩ này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, chú Ba ảo não dùng sức vỗ đét một cái lên mặt nước chỗ cửa vào. Lúc đó chú liền thấy là nước biển đen ngòm bên dưới phản chiếu lại cái bóng của mình, bèn xoay đèn pin chếch chếch,
cái bóng lại càng rõ ràng hơn. Trong chốc lát, chú đã phát hiện ra tôi có thể cung cấp cho mình 10 phút dưỡng khí rồi. Chú ba đúng là có sáng kiến lóe lên. Thứ lúc đó chú nhìn thấy chính là bộ đồ lặn trên người mình. Vậy làm sao đem đồ lặn ra làm mình dưỡng khí được đây? Ý tưởng của chú ba nghĩ đến thật vô cùng tài tình. Chú buộc hết ống tay ống chân bộ đồ lặn, sau đó ra sức túm lại, lấy đầy khí vào bên trong rồi buộc kín luôn cả cổ áo. Bộ đồ lặn liền biến thành một cái túi khí. Chú nhảy vào trong nước, sau đó cởi một ống tay làm ống hít dưỡng khí. Sau một lúc, chú phát hiện ra cái món này đúng là xài được. Mẹ nó chứ, chú hít thở đại khái khoảng 3-4 phút mới cảm thấy không khí bắt đầu ngột ngạt. Có cửa rồi. Chú mừng húm, lập tức trèo lên, lột nốt đồ của Giải Liên Hoàn làm thành một túi khí khác. Sau đó chú lại lấy đầy khí vào cái túi nước rỗng, bụng bảo dạ thế là kiếm chắc được 10 phút rồi. Nghĩ đến đây thì chú chẳng thể đợi nổi thêm một khắc nào nữa, lập tức kéo hết toàn bộ đồ nghề, chuẩn bị lặn xuống nước thoát ra ngoài. Tình chú ba không hay ngần ngừ như tôi, cũng sẽ không chọn cách làm bảo thủ. Cho nên lúc ấy chú không hề do dự một chút xíu nào cả. Có điều cho dù có thể cầm cự thoát ra ngoài bằng số dưỡng khí này, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ để một người trở ra. Người này nhất định phải mang cả hai bình dưỡng khí, người còn lại phải ở đây chờ người kia quay về đón. Nếu người kia chết dọc đường, vậy thì chẳng còn ai về được nữa. Cho nên lần này áp lực tâm lý cực kỳ lớn. Lúc đó chú ba không cảm thấy cái việc này quan trọng đến thế nào. Chú tự nhủ lòng rằng dù sao dưỡng khí của Giải Liên Hoàn vốn đã không đủ, làm thế này chẳng qua chỉ nghiêm trọng hơn chút xíu mà thôi. Và lại lúc đó chú căn bản cũng chả còn lòng dạ nào mà lo cho Giải Liên Hoàn được nữa. Bản thân chú đã rơi vào một trạng thái kích động cực độ rồi. Chú đặt Giải Liên Hoàn lên bệ quan tài, sau đó lấy cái túi đựng sọ người ban nãy dùng choảng nhau ra cho hắn cúi đầu, lại sửa sang tư thế để hắn thoải mái dễ chịu một chút, rồi quay về cửa vào ngập nước, nhào xuống luôn chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Sự thật đúng như chú ba dự đoán, 6 phút sau chú đã ở trong lòng vực sâu kia, dương khí thế mà vẫn còn một ít. Lúc này chú ba đã yên lòng trở lại. Trong thâm tâm chú thật sự bội phục bản thân. Chú tự nhủ rằng làm đến nước này mà còn không nhốt chết được mình, giờ mình trở lại thuyền, cái thằng khốn nạn ám hại mình kia còn không bị hù chết. Chú chật vật kéo hai cái túi khí vĩ đại sau lưng, thế là không chủ định thì vẫn nổi lên, cũng giúp chú tiết kiệm được khá sức lực. Dựa vào trí nhớ, chú bơi về hướng miệng vực sâu. Nhưng điều khiến chú bất ngờ chính là, đợi tới khi bơi đến chỗ mình vẫn đinh đinh là cửa ra vào, chú lại sững sờ. Nơi đó trống trơn, chỉ có một mảng đá san hô ngầm gồ ghề. Hả? Chú buồn bực lại chiếu đèn sang bên, cứ thế chiếu lấy chiếu để mà vẫn chẳng thấy lối ra đâu cả. Trong chốc lát, chú lạnh toát cả người. Mẹ kiếp, mọi việc không hề thuận lợi như chú nghĩ. Xem ra có vẻ như là mình đã nhớ nhầm vị trí lối vào rồi. Thoáng căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra, chú nhìn mức dưỡng khí đã xuống tới dưới không. Chú ba cuống cả lên, nhưng chú cũng còn biết lúc này tuyệt đối không thể mất bình tĩnh. Chú tháo bình dưỡng khí trên người, đá văng đi, sau đó tiếp lấy bình còn lại của Giải Liên Hoàn rồi tiếp tục tìm kiếm lối vào. Thật ra lúc này tình hình đã gay go lắm rồi. Khi lấy đèn pin chiếu ra xung quanh, chú đã phát hiện bốn bề chỉ còn một màn đêm đen thăm thẳm. Ngay cả mình đến từ hướng nào chú cũng không thể nhận biết rõ ràng. Xem ra là mình suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Chú ba chửi thầm, một trận tim đập chân run còn dữ dội hơn so với nỗi sợ bị nhốt chết trong cổ mộ bắt đầu ập đến. Đó chính là vì chú ý thức được rằng mình nhiều khả năng chết chắc rồi. Có điều sau cơn sợ hãi đến cùng cực ấy, chú ba trái lại lấy được bình tĩnh, tự nhủ mình có những 10 phút thời gian cơ mà. Hy vọng có lẽ chính là nằm ở 10 phút này đây. Mà cho dù có tìm không được đường, cũng được. Vấn đề chẳng qua chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Chú dựa vào trực giác tiếp tục lùng sục thêm lần nữa. Nhoáng cái bình dưỡng khí của Giải Liên Hoàn cũng rỗng không rồi. Chú bèn cởi túi khí, bắt đầu hít không khí bên trong. Nhưng bốn bề vẫn tối om om, cảm giác này khiến người ta thấy bất lực vô cùng. Đặc biệt là những khi anh có thứ gì đó cần tìm, nhưng kiếm thế nào cũng không thể thấy thứ ấy đâu. Chú ba bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc này họa vô đơn chí, bỗng đèn pin của Giải Liên Hoàn nhấp nháy vài cái rồi cứ thế mà tắt ngóm. Nháy mắt bốn bề cứ thế chìm vào bóng tối mịt mùng. Chú ba thấy vậy thầm nghĩ rằng thôi, trời đất đã bắt ta phải chết thì cũng còn biết phải làm sao. Đúng lúc đó chú chợt thấy trong khoảng bóng tối trước mặt mình bỗng xuất hiện những đốm sáng màu lục. Ồ kìa, là đám xác cổ ca múa. Chú ba bật cây đèn thăm dò bên hông chiếu sáng phía đó thì quả nhiên là thấy đám xác cổ nọ lại trôi trở về. Hơn nữa còn cách chú cực gần, chỉ tầm 5-6 mét. Trong lòng chú ba lóe lên một tia hy vọng,
thầm nghĩ rằng ừ nhỉ, cửa vào nằm trên quỹ đạo di chuyển của đám sắc cổ này, cứ đi theo chúng thì có thể tìm được cửa rồi. Thế là chú bơi qua chui vào giữa đám sắc cổ kia, tiến vào theo chúng nó. Vừa đến gần, chú đã phát hiện ra rằng mấy cái sắc cổ này hình như đang trôi theo một luồng nước. Chú cũng nhảy vào dòng chảy ấy, bắt đầu tự động trôi về phía trước. Đồng thời chú cũng chiếu đèn thăm dò lên quan sát tình hình bên trên. Song điều khiến chú hết sức lo lắng là đám sắc chết này trôi quá chậm. Chẳng mấy chốc chú đã hít thở gần hết khí trong cái túi đầu tiên mà vẫn chưa tìm được cửa vào. Chú ba kể với tôi rằng lúc ấy chú đã gần như rơi vào trạng thái phát điên rồi. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đâm lao phải theo lao. Chú chỉ đành gửi gắm hy vọng vào một kỳ tích. Hay nói cách khác, lúc ấy trong lòng chú căn bản đã không còn tâm trí đâu mà sợ hãi, cũng chẳng cách nào nghĩ đến chuyện dưỡng khí được nữa. Chỉ mong mình có thể nhìn thấy cái cửa vào kia ngay lập tức. Có điều chỉ đến khi chú rút cuộc cũng thấy cái cửa vào đó xuất hiện lên đỉnh đầu thì túi khí thứ hai cũng sắp cạn sạch rồi. Với lượng khí ở trong hai túi nước thì cùng lắm chỉ cầm cự được 2 phút. Thế này thì đi vào có khác gì tự sát đâu. Còn nếu cứ trôi xuôi theo dòng nước xuống dưới, trái lại còn có hy vọng trở về được mộ thất kia. Chú ba nhìn cửa vào, lại liếc khoảng tối ở bên dưới, lập tức đưa ra một quyết định. Gì thì gì chú cũng phải vật lộn một trận. Nếu đi xuống thì chẳng qua chỉ chết muộn hơn một chút mà thôi. 2 phút, dù có bất khả thi nhưng cũng phải thử, chú không muốn bó tay chờ chết. Chú hít một ngụm khí đầy rồi bơi lên phía trên. Nhưng trong tích tắc bơi ra khỏi luồng chảy, do nước bên ngoài chảy chậm hơn nên chú bị đẩy lộn nhào, thoáng chốc đã đâm sầm vào một cái xác cổ. Lực đẩy của dòng nước khá lớn, chú ba không khống chế nổi tư thế của mình, vội vàng ôm lấy cái xác cổ kia ra sức ổn định lại cơ thể. Đúng lúc đó bỗng có một tia sáng lóe lên trong đầu chú. Chú nhìn thấy trên miệng cái xác cổ nọ thế nào mà lại có bọt khí thoát ra. Hả? Chú sững sờ trong giây lát rồi ấn vào cái xác cổ mộ kia thì lập tức phát hiện ra đây không phải là người thật, mà là một cái hình nộm làm bằng tre trúc gì đó, bên ngoài chát vữa trộn bùn đá và bùn nhão trộn dầu. Hơn nữa rõ ràng là nó rỗng ruột, có không khí ở bên trong. Không phải chứ? Nghĩ tới đó chú ba lập tức rút dao găm. Dao một nhát sọc vào, bọt khí lập tức trào ra theo chỗ thủng. Chú ba nhào vào hít lấy hít để không khí ở bên trong cứ như là đang uống máu. Mới hít thở được một hơi chú đã biết mình có cửa sống rồi. Tuy không khí ở bên trong khó ngửi cực kỳ, nhưng không phải là khí độc, có thể hô hấp. Nghĩ vậy chú liền kéo theo hai khối xác cổ, đẩy ra khỏi dòng nước tiến vào cửa. Nói ra thì đúng là ngoài sức tưởng tượng, ai cũng không thể tin được. Nhưng quả thật là chú ba cứ thế mà thành công lượm về được một mạng đấy. Lúc về tới thuyền thì đã sáng tỏ, mặt trời cũng sắp mọc đến nơi rồi. Vừa lên thuyền trở lại là chú đem dụng cụ cất kỹ, liền thấy bộ trang thiết bị thứ ba ướt nhẹp quẳng trong xó. Chú lập tức xác nhận rằng kẻ muốn đẩy mình vào chỗ chết nhất định phải thuộc đội khảo cổ. Nhưng khi trở lại khoang nghỉ phát hiện mọi người đều ngủ say như chết, chú bèn quan sát từng người một lượt mà căn bản lại không phát hiện ra kẻ nào có điểm bất thường. Nếu là bình thường thì đảm bảo chú đã trói gô từng người lại tra khảo. Nhưng giờ nể mặt Văn Cẩm nên chú không thể làm thế, đành phải nhẫn nhịn, cũng giả vờ ngủ. Mãi cho đến 2 tiếng sau trời sáng, chú mới giả vờ phát hiện Giả Liên Hoàn mất tích. Thế là bọn họ bắt đầu tìm kiếm. Ban đầu chú định dụ cho bọn họ phát hiện cái động đá ngầm kia, nhưng không ngờ là lại tìm thấy thi thể của Giả Liên Hoàn chết đuối ngay gần đó. Chú ba bảo với tôi rằng, chú không biết hắn đã thoát ra như thế nào. Với tình hình lúc đó thì xem ra có khả năng là sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện thấy không có bình dưỡng khí, chỉ còn lại mỗi mình, trong cơn hoảng loạn liền cố kiết chạy ra, sau đó thì chết đuối. Chú thật sự không ngờ hắn lại ngu xuẩn đến thế. Có điều hiện giờ ngẫm lại, nói ra thì cũng coi như là chú đã hại chết hắn. Tôi nghe xong thở dài một hơi bảo với chú ba. Lúc đến nơi đáng ra là chú phải quay xuống cứu hắn ngay lập tức. Nếu thế thì chuyện này đã chẳng xảy ra, thế mà chú còn ngủ được. Chú ba gật đầu cũng thở dài nói. Lúc ấy chú cảm thấy xuống cứu người ngay thì quá nguy hiểm. Chú không biết là kẻ nào trên thuyền muốn lấy mạng mình. Lại vào trong đó thì chỉ sợ vẫn bị thằng khác bẫy cho phải biết. Dù sao bọn họ tỉnh lại rồi sẽ nhanh chóng phát hiện ra Giải Liên Hoàn đã biến mất, nhất định sẽ đi tìm. Chú đã neo cái xuồng cao su lại chỗ bãi đá ngầm. Chỉ cần đúng lúc thì dẫn dụ bọn họ đến đó, rồi thừa dịp lộn xộn lẻn vào đồng, đi về cùng lắm chỉ mất nửa giờ. Bằng không một mình chú mang theo hai bộ dụng cụ xuống biển cả đêm, không chỉ khiến người khác hoài nghi, mà sau khi cứu thoát Giải Liên Hoàn cũng khó ăn khó nói. Chú ba lắc đầu. Giờ thì mày đã biết vì sao chú không muốn kể chuyện này ra rồi chứ. Đây là chuyện khiến chú ba mày ân hận nhất đời đó.
Chuyện này nói ra lại làm tôi nhớ đến bức huyết thư kia. Giờ thì đã rõ vì sao Giải Liên Hoàn lại đinh ninh là chú ba hại hắn. Mẹ nói chứ, đã bị đánh lén trúng ót. Giải Liên Hoàn đảm bảo chẳng biết đứa nào làm. Hắn không thể ngờ rằng trong cổ mộ còn có người thứ ba theo vào. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên nghĩ đến chính là chú ba. Sau đó lại thấy đồ lặn của mình không cánh mà bay, lại chẳng đinh ninh chú ba muốn giết hắn. Thiên cổ kỳ oan. Tôi chợt nghĩ đến những hiểu lầm không thể gỡ bỏ trong tiểu thuyết của Kim Dung, còn tưởng đó là văn học cường điệu lên thôi, chẳng ngờ ấy thế mà có xảy ra thật. Rốt cuộc Giải Liên Hoàn lấy được xà mi đồng ngư từ đâu? Vì sao thi thể lại xuất hiện dưới dãy đá ngầm? Chuyện này đã hết đường kiểm nghiệm. Có lẽ trong cơn tuyệt vọng hắn đã tìm được đường nào đó. Thế nhưng cổ mộ nằm dưới nước, dù có thoát ra cũng không tránh khỏi một lớp nước biển kia. Giải Liên Hoàn chung quy không thoát nổi số kiếp của mình. Chuyện Giải Liên Hoàn hiểu lầm vẫn đừng nên kể cho chú ba nghe thì hơn. Kiểu nghe xong chú lại bị dằn vặt. Tôi thầm suy tính thế ở trong lòng. Chú ba tiếp tục bảo. Chuyện xảy ra sau đó chú đã kể cho mày ở Tế Nam rồi. Đương nhiên lúc ấy chú cũng không muốn cho mày biết cái chết của Giải Liên Hoàn có liên quan đến chú. Cho nên những chuyện diễn ra sau khi chú và nhóm Văn Cầm tiến vào mộ huyệt dưới đáy biển lần thứ hai, chú cũng không đề cập gì đến. Thật ra lúc tiến vào đúng là chú đã giả vờ ngủ, bởi vì chú sợ bọn họ sẽ đến được gian mộ thất kia. Chú không biết Giải Liên Hoàn có để lại gì ở trong đó không, cho nên muốn tranh thủ lúc bọn họ chưa đến thì xem trước. Ngoài ra chú biết sau khi xuống mộ, kẻ đã tấn công chú nhất định sẽ lòi đuôi cáo già. Chú muốn dựa vào đó để tìm ra hắn, báo thù cho Giải Liên Hoàn. Lúc này tôi lại nghĩ đến những chuyện mà Muộn Du Bình từng kể với mình. Nghĩ thử thì hình như người đề xuất thăm dò cổ mộ chính là Muộn Du Bình. Trong lòng sáng tỏ, tôi bèn hỏi chú ba. Vậy chú có nhìn ra kẻ đó rốt cuộc là ai không? Có phải chính là Trương Khởi Linh nọ hay không? Bản lĩnh của hắn, gốc gác của hắn đều hết sức thần bí. Nếu đó là hắn thì sự việc cũng tương đối dễ giải thích. Chú ba liền nhíu mày. Sau khi bọn họ ra ngoài, chú cũng bám theo sau. Người này đúng là tương đối khả nghi, nhưng có kẻ còn khả nghi hơn. Tóm lại là sau khi quan sát thì chú cũng không rõ lắm. Chú thấy ai cũng khả nghi cả, nhưng cá nhân chú cho rằng với bản lĩnh của vị tiểu ca kia, bằng vào mấy ngón võ mèo cao của chú, chị e đã bị đánh chết thẳng cẳng ngay tại trận rồi. Khả năng đó rất không cao. Tôi cũng ý thức được điều này, nên mới gật đầu. Bình thường Muộn Du Bình trông có vẻ hiền lành yếu ớt, lúc nào cũng như đang buồn ngủ. Nhưng đã nổi cơn hung đồ là hắn xông thẳng vào vặn cổ người ta ngay. Kể ra thì đó là cách giết người nhanh nhất. Chú ba nhất định không phải là đối thủ của hắn. Vì thế tôi hỏi lại. Thế sau đó thì sao? Sau đó, chờ cậu tiểu ca kia dẫn nhóm người ấy ra ngoài, chú mới lén đi theo. Trong cổ mộ đó, sau khi bọn họ tiến vào trong mộ thất trong ao nước kia, chứ lúc ấy cũng không biết dưới ấy còn có đường thông ra chỗ khác, mà cứ tưởng là bọn họ đi hết một vòng sẽ quay ra, liền đứng đợi trong chỗ tối ở hành lang. Chờ một lúc không thấy bọn họ trở ra, chú chột dạ sợ bọn họ gặp nguy hiểm mới theo vào. Chuyện xảy ra sau đó thì chắc là tiểu ca đã kể với mày. Chú chỉ bám theo sau, chuyện hắn kể chắc là có phần rõ ràng hơn chú. Lúc này tôi đã nhớ ra một chi tiết bèn hỏi luôn. Thế hắn bảo chú bắt chước các chị em soi gương rồi dẫn đường cho bọn họ vượt qua trận kỳ môn độn giáp cũng là thật sao? Chú ba hử một tiếng. Cái gì mà chị em cơ? Tôi đem những chuyện Muộn Du Bình hồi đó nói ra kể lại. Chú ba tức thì tròn cả mắt. Còn có chuyện đó nữa à? Tôi nhếch mép, lòng thầm nhủ rằng đừng bảo ông ấy không biết đấy nhé. Nhưng chú ba lại thật sự hít một hơi khí lạnh, đứng lên bắt đầu chậm rãi đào đi đào lại vài bước. Hắn nói thế thật à? Với hoàn cảnh lúc đó thì đảm bảo chắc chắn là cháu không thể nghe nhầm rồi. Chú ba nhắm mắt bảo tôi kể lại cho rõ ràng. Tôi bèn cố gắng nhớ lại những chuyện Muộn Du Bình đã kể với mình rồi thuật lại tỉ mỉ một lượt. Chú ba nghe xong thì vê cằm, lắc đầu liên tục. Sai bét hết cả. Hắn lừa người. Lừa người ư? Chú đứng trên thềm đá, sương mù dày quá, đến cả tình hình lúc đó còn không nhìn thấy. Chú có thể lấy Văn Cầm ra mà thề rằng mình tuyệt đối không hề xuống dưới đó. Căn bản cũng không biết trong đấy có cơ quan gì. Lời tiểu ca kia chỉ là lời của một bên, không thể cứ thế mà tin hắn được. Tôi nhíu mày. Nhưng mà với tình hình lúc đó, cháu không nghĩ hắn cần phải lừa tụi cháu làm gì đâu. Thậm chí nếu hắn không kể chuyện này ra thì tụi cháu cũng có làm gì được hắn đâu. Chú ba vỗ đầu cái bộp, ngẫm nghĩ rồi bảo. Nói cũng phải. Giả như những gì hắn nói là thật thì cũng có vấn đề. Mày xem, thằng nhóc này bảo rằng chú ngồi xổm ở đó.
Hắn thấy bóng lưng chú, tất cả phán đoán của bọn họ hoàn toàn dựa vào bóng lưng kia. Trong suốt quá trình, ngoại trừ Hoắc Linh có thể thấy mặt chú ra, những người khác hoàn toàn chỉ dựa vào một bộ đồ lặn mà đoán ra đó là chú. Tôi á à một tiếng, âm thầm hồi tưởng những câu đối thoại kia đó, phát hiện thấy đúng là thế thật. Nói vậy thì người dẫn bọn họ đi xuyên qua ám trận không phải là chú, mà là một người có bóng lưng, thậm chí cả tướng mạo đều nhăng nhác chú. Chú ba gật đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nếu tiểu ca kia nói thật thì chắc chắn là như vậy rồi. Với lại mày không phát hiện ra sao? Tiểu ca kia không thấy mặt chú, hắn vốn có cơ hội nhìn mà vì sao lại không làm? Tôi nhớ lại những tình tiết Muộn Du Bình đã kể, bỗng dưng giật mình. Hoắc Linh, hắn đã bị Hoắc Linh cản lại. Chú ba gật đầu nói, đúng, chính là chi tiết đó. Chú vẫn không biết có chi tiết này. Thật chẳng ngờ trong vài phút ngắn ngủi mà bên đó còn xảy ra chuyện như thế. Tôi cảm thấy nhức cả đầu. Tình hình lúc đó quả thật là cực kỳ hỗn loạn. Tầm nhìn cũng rất thấp, đúng là Muộn Du Bình hoàn toàn có khả năng trông nhầm. Hơn nữa nếu nhìn nhận lại thì kết luận người kia là chú ba từ đầu đến cuối đều do Hoắc Linh đưa ra. Chỉ có mình cô ta nhìn thấy mặt kẻ nọ. Nếu cô ta là đồng đảng với hắn thì đấy có thể là một màn lừa đảo ngoạn mục. Muộn Du Bình và những người khác có lẽ đều đã trách oan chú ba rồi. Tôi bỗng nhớ ra Muộn Du Bình lúc ấy đã từng nói câu, nếu kẻ đó đúng là chú ba của cậu, phải chăng hắn lúc đó cũng hoài nghi người kia không phải là chú ba? Có điều nghĩ thử thì lại thấy vô lý. Muộn Du Bình nhìn thấy chú ba không chỉ mỗi một lần này, mà trước lúc hôn mê hắn cũng từng thấy, hơn nữa còn nhìn rõ mặt chú. Thế thì làm sao dựa vào bóng lưng mà lường gạt hắn được? Chuyện này phải giải thích như thế nào đây? Tôi nói toẹt vấn đề này ra, chú ba bèn thở dài bảo, cái đó thì tao cũng chịu thôi. Chắc tiểu ca kia trong lúc sắp mất ý thức nhìn nhầm thôi. Mày nghĩ mà xem, trên đường tiến vào lúc nào hắn cũng nghĩ là đang đuổi theo chú. Lúc đó lại mơ mơ màng màng, có khi xuất hiện ảo giác cũng chưa biết chừng. Tôi lắc đầu nói với chú, nói thế thì gượng ép quá, người như tiểu ca thì không dễ hoa mắt nhìn nhầm đâu. Chú ba nghiêm nghị đáp, nếu thế thì nhất định hắn đang nói dối, vì chú có lừa mày đâu. Nghe xong câu này tôi âm thầm thở dài. Chuyện tôi lo sợ nhất thế là đã xảy ra. Cho tới tận lúc đó, mỗi khi nghe kể về những sự kiện mà chú ba và Muộn Du Bình từng cùng trải qua, tôi đều hết sức căng thẳng, sợ rằng tình trạng chồng đánh xuôi kèn thổi ngược này sẽ xuất hiện, vì điều đó nói lên rằng trong hai người nhất định phải có một người nói dối. Có điều nghe hết một mạch thì tôi thấy câu chuyện của hai người cơ bản là giống nhau. Nếu tôi đã có chút yên lòng, thầm nghĩ rằng cho dù đó không phải là sự thật 100%, thì hẳn cũng đã tiếp cận với chân tướng gần lắm rồi. Thế nhưng cả câu chuyện vẫn liền một mạch. Đến lúc sắp thông suốt rồi thì cuối cùng lại gặp bế tắc như vậy, thực sự khiến người ta khó chấp nhận. Hơn nữa điểm bế tắc này lại là điểm cực kỳ mấu chốt. Nếu chú ba không ở bên trong thì người chuốc thuốc mê bọn họ là kẻ khác, vậy chú ba hoàn toàn vô tội rồi. Còn nếu chú ba ở bên trong thì ngược lại hoàn toàn, chú ba chính là vai phản diện đại gian đại ác, bụng dạ khó lường. Chỉ một điểm như vậy lại dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Trong hai người, tôi vẫn tin tưởng Muộn Du Bình tương đối nhiều hơn, vì anh ta đã tự kể lại chuyện này trong tình huống hoàn toàn không nhất thiết phải nói gì với chúng tôi. Đối với anh ta, việc có lừa gạt tụi tôi hay không hoàn toàn chẳng có một tí ý nghĩa gì cả. Có điều lời kể lần này của chú ba hoàn toàn khác với dạo trước, rõ ràng hết sức, và lại cũng tìm không ra sơ hở. Nếu chú lừa người thì làm sao lại có thể biên soạn lời nói dối trơn tru đến mức đó. Tôi cảm thấy lần này rất không có khả năng là chú lừa tôi. Hơn nữa chỉ có tí tẹo mâu thuẫn như thế, nếu chú muốn giấu tôi thì có thể thoải mái lấp liếm cho qua, chứ chẳng cần phải nói ra sự thật trái với lời Muộn Du Bình làm gì. Chú có thể nói mình đi theo vào, sau đó cũng hôn mê, đến khi tỉnh dậy thì bọn họ đều biến mất. Nếu thế thì tôi căn bản cũng không thể tìm ra sơ hở. Đây dường như là một vụ rash hormone, hoàn toàn không có cách nào vén bức màn bí ẩn trong đó. Dường như điều hai người nói đều là sự thật. Nghe đến đây, tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ lạ lùng. Ưu tiên chứng cứ khách quan, vậy nếu tôi cho rằng chú ba không giấu giếm tôi, Muộn Du Bình cũng không nói dối tôi, thì liệu có thể xảy ra tình huống mà câu chuyện hai người bọn họ kể đều chính xác được hay không? Đây là cách tư duy mang hơi hướng bản tử. Đơn giản minh bạch, chia sự việc ra làm ba khả năng, chứng minh được hai khả năng đầu rồi, thì khả năng cuối cùng cho dù khó xảy ra đến mấy cũng chỉ có thể là sự thật. Tôi đem suy nghĩ này nói ra, chú ba cũng đang suy xét, vừa nghĩ đã lắc đầu nói. Sao có chuyện đó được? Để hai lời kể đều chính xác thì trong mộ phải có hai chú ba mày mới được.
Hai chú ba á? Tôi thầm cân nhắc trong lòng, bụng bảo dạ rằng chuyện này dường như tuyệt đối bất khả thi. Chú ba không có anh em sinh đôi, cũng nào có biết phân thân. Giả thiết này chẳng logic tí nào cả. Tuy nhiên nếu muốn phỏng theo lối tư duy của bản tử thì tính logic khỏi cần bàn tới, mà phải liệt kê tất cả các khả năng ra rồi áp dụng phương pháp loại trừ. Tôi lấy một tờ giấy, bắt đầu viết ra mọi khả năng. Nhưng ngẫm nghĩ một lát lại phát hiện, dưới điều kiện tiên quyết là cả hai người đều không nói dối, thì chỉ có một kết quả, chính là chú ba đứng ngoài trận kỳ môn độn giáp, mà người Muộn Du Bình nhìn thấy từ bên trong là một kẻ mặt mũi tương tự chú ba. Vậy vấn đề thật ra không phải là làm thế nào lại sinh ra hai chú ba, mà là người tướng mạo tương tự chú ba này từ đâu mà đến. Dùng phương pháp loại trừ thì còn có vài phương án. Một, đó là kẻ xa lạ từ ngoài biển tới. Hai, là người này vẫn luôn ẩn náu ở trong cổ mộ. Hai giả thiết này đều rất miễn cưỡng, vậy thì chỉ còn có một khả năng, hắn phải là một trong 10 người kia. Giả thiết này cũng có căn cứ. Nhớ lại lời Muộn Du Bình kể, liền có thể thấy rằng hai tình huống lúc bọn họ tìm thấy chú ba đều rất lạ lùng, hoàn toàn có thể là do một trong số những người đi cùng bọn họ xuống biển tạo ra. Thế nhưng mà tôi chưa từng nghe chú ba đề cập đến chuyện trong đội khảo cổ có người rất giống chú, mà giờ lại bàn tới chủ đề này. Nếu có người như vậy thì thể nào chú cũng phải nghĩ ra rồi chứ. Với lại ảnh chụp bọn họ tôi cũng đã từng xem qua. Mỗi tội tấm ảnh đó mờ như vậy, trông vào ai nấy đều tựa tựa như nhau nên chả chắc chắn được. Thế thì có phải là do đóng giả không? Tôi nhớ tới thủ đoạn nọ của Tiểu Ca, nhưng vừa nghĩ đã biết là không thể. Một lần đóng giả phải mất 3-4 ngày chuẩn bị, 5-6 giờ hóa trang. Trong tình trạng lúc đó kẻ kia làm sao mà cải trang kịp được. Nghĩ đến đây lại đâm vào ngõ cụt, tôi không khỏi uể oải thở dài một hơi. Chú ba thấy nét mặt tôi biến đổi liền hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi bèn thuật lại một lượt quá trình suy luận của mình. Chú ba nghe xong thì cười, bảo tôi sao lại đi học lối tư duy của gã bàn tử kia. Đầu óc gã toàn nghĩ xiên nghĩ xẹo. Nhưng mới cười được vài tiếng thì chú hình như cũng nghĩ ra điều gì, biến cả sắc mặt, sau đó hít một hơi khí lạnh. Cũng không hẳn. Mẹ kiếp, chả có nhẽ chuyện này lại như vậy. Tôi vội hỏi chú, làm sao cơ? Chú ba sắc mặt sám hoét. Mày đừng hỏi, gã mập này có bản lĩnh phết. Nghe mày phân tích như vậy hình như là chú đã rõ chuyện này là như thế nào rồi. Nhưng nếu quả thực đúng là như vậy thì vấn đề này cực kỳ bất bình thường, thậm chí còn hơi quái đản nữa. Tôi vội giục chú nói cho mau. Chú ba bèn bảo. Mày nói trong cổ mộ kia còn có một người bề ngoài giống chú, rất có lý. Nhưng mà chú cảm thấy kẻ này cũng không cần giống quá. Mày nghĩ xem, vị tiểu ca kia trúng độc, thần trí ắt đã mơ hồ. Hơn nữa lúc hôn mê chỉ có vài giây, chỉ cần hơi giống một chút là có thể nhầm lẫn rồi. Tôi gật đầu. Đúng. Thế nhưng trong đội hình của chú lại có người như vậy sao? Nếu có kẻ đó thì nhiều khả năng chú đã để ý từ lâu rồi chứ. Dù sao chuyện trên đời này có hai người giống nhau cũng rất kỳ lạ mà. Nét mặt của chú ba hết sức cổ quái. Chú hít một hơi lắc đầu nói. Mày nhầm. Thật ra có lúc chuyện trên đời có hai người giống nhau chẳng hề kỳ lạ tí nào đâu. Mà trong đội khảo cổ năm đó, quả thực là có một người như thế, giống chú đến 7 phần, nhưng mọi người đều không thấy kỳ lạ. Tôi a lên một tiếng, tự nhủ sao mà thế được, rồi vội hỏi. Ai vậy chú? Chú ba trợn mắt nhìn tôi đáp. Đương nhiên chính là Giải Liên Hoàn. Lập tức tôi sởn gai ốc đầy mình, gần như rụt cả người lại. Tôi thật sự không thể ngờ chú ba lại nói ra cái tên đó. Choáng váng hồi lâu tôi mới phản ứng lại được, lắp bắp hỏi chú. Sao có thể? Cái gì mà không thể? Mẹ kiếp, bọn tao là anh em họ đó. Dạo ấy còn nhiều điểm giống nhau dữ lắm. Đặc biệt là trong cái thời buổi đó, mọi người ai nấy đều gần như là cùng một kiểu quần áo tóc tai. Nếu muốn giả thuyết này được đứng vững, thì chỉ mỗi hắn mới có điều kiện phù hợp thôi. Nhưng mà lúc đó chẳng phải là hắn đã chết rồi sao? Tôi hỏi mà líu cả lưỡi. Chú ba hít vào một hơi rất chi thâm thúy, sau đó nằm đờ ra một lát rồi mới cau mày kể. Quả có vậy, khi đó chắc chắn là hắn đã chết thật rồi. Lúc được phát hiện thi thể đã cứng đờ, ngâm nước đến trương phình cả lên. Bộ dạng như thế thì tuyệt đối không có khả năng cứu sống lại được nữa. Cơ mà ngoại trừ cách giải thích này ra, chú mày cũng chẳng nghĩ được hướng giải quyết nào khác có thể chứng minh là cả tao lẫn cậu tiểu ca kia đều trong sạch cả. Mà nhắc lại thì con thuyền chở thi thể Giải Liên Hoàn sau này cũng không hề cập bến. Tính gộp cả mấy ngư dân kia nữa, nhóm người đó cứ thế biến mất tăm trên biển. Hắn được coi như đã mất tích. Chú ngừng một lát rồi lại bảo.
Kỳ thực, chứ đôi khi cũng từng nghĩ rằng có khi nào mình đã quá coi thường giải liên hoàn rồi không? Ý chú là sao? Tôi thấy trong lòng có phần buốt giá. Chú muốn nói là hắn giả chết à? Chú ba gật đầu. Chú đã điều tra hết tiểu sử của mọi người, đều không có gì khả nghi hết. Chú bèn suy đến tận nước này, liệu có phải giải liên hoàn lúc đó chưa chết mà đã bí mật trở về cấu kết cùng với Hoắc Linh để hoàn thành âm mưu nọ hay chăng? Như thế thì mọi chuyện đều sẽ có lời giải. Có điều lúc đó người kiểm tra thi thể hắn chính là chú. Chú vẫn còn nhớ như in. Thi thể kia tuyệt đối không thể là chết giả. Cho nên về sau chú mới loại trừ khả năng này. Nhưng bây giờ nghe mày nói thế, chú lại cảm thấy nếu hắn không chết thì ngược lại mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Tôi lắc đầu. Nếu chú đã xác định là hắn chết rồi thì chúng ta đừng tính đến khả năng này nữa. Gã giả liên hoàn này dù sao cũng đâu phải là cương thi. Vậy nhất định là phải có nguyên nhân khác. Chú ba thở dài bảo với tôi rằng vấn đề này tôi cứ tạm thời bỏ qua đừng nghĩ nữa. Hiện tại thông tin chúng tôi nắm được quá ít. Vị tiểu ca kia lại không có ở đây. Bàn bạc thêm nữa cũng chẳng đi đến chỗ nào. Có lẽ cứ để sau hãng bàn tiếp. Đợi đến mọi chuyện đều được kể ra thì chúng tôi sẽ phân tích lại một lượt từ đầu. Không chừng sẽ thu hoạch được gì đó. Tôi cũng cảm thấy nên như vậy. Một bên là lời kể của chú ba, phía còn lại là lời kể của Muộn Du Bình. Toàn bộ đều chỉ là lời nói, không có thứ gì đóng vai bên thứ ba. Dẫu muốn suy xét thì cũng chỉ có thể đoán mò. Vì thế tôi lại để chú ba nói tiếp. Những chuyện về sau chú ba kể rất ngắn gọn. Sau khi ra khỏi huyệt mộ dưới đáy biển, chú bắt đầu điều tra toàn bộ sự việc. Bởi vì đã biết kế hoạch của Cầu Đức Khảo thông qua giải liên hoàn, chú bèn coi việc điều tra kẻ nọ là mấu chốt để giải câu đố bí ẩn này, đồng thời cũng tìm kiếm tung tích của những người đã bị mất tích kia. Về sau mặc dù chú đã có mấy lần tiếp xúc với Cầu Đức Khảo, nhưng từ đầu đến cuối Cầu Đức Khảo vẫn không hề hở ra cho chú biết bất cứ tin tức gì, cho đến tận vụ thất tình Lỗ Vương Cung, sau khi Cầu Đức Khảo lại thất bại lần nữa. Lúc đầu Cầu Đức Khảo phát hiện ra rằng từ nơi toàn bộ đội ngũ của lão đã bị tiêu diệt sạch sẽ, đám người của chú ba lại có thể thoát thân mà không chịu tổn thất quá nhiều. Lão bắt đầu ý thức được rằng có lẽ sai lầm căn bản nằm ở chính cách làm của lão. Vì thế cho nên lão mới tìm gặp chú ba. Hai người từng có một buổi thảo luận rất dài, chính là về những nội dung chú ba kể cho tôi lúc nãy. Tuy nhiên chú ba đúng là hung thần của Cầu Đức Khảo. Chú cùng Cầu Đức Khảo hứa hẹn hợp tác, một lần nữa tiến vào huyệt mộ dưới đáy biển. Lần này mục đích là để chụp hình bích họa. Thế nhưng cũng giống như những gì Cầu Đức Khảo đã mưu tính vào năm đó khi lão phản bội ông tôi ở Trường Sa. Chú ba cũng chỉ lợi dụng nguồn lực của Cầu Đức Khảo. Chú biết rõ mục đích của Cầu Đức Khảo là gì. Chú tiến vào cổ mộ cưỡng bức kẻ đồng hành nói ra rất nhiều bí mật. Lợi dụng những tin tức này, chú biết được mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là Vân Đỉnh Thiên Cung. Thế là chú bắt đầu chạy đua cùng bọn họ. Khoảng thời gian đó còn có khá nhiều lần đụng độ ly kỳ. Nhưng nói ra thì khó tránh khỏi lan man, nên tôi chỉ đề cập một phần là đủ. Mà về sau đám người an ninh đến tìm tôi, hoàn toàn không phải là do sự sắp xếp của chú ba. Chú nói kỳ thật thì tôi chỉ cần ngẫm lại thì sẽ thấy ngay rằng vốn đã không có thể chuyện chú sai bọn họ đến tìm tôi. Với trình độ của tôi, nếu đảm nhận làm hậu phương cho chú thì chắc chắn chỉ có đường chết. Chú sao có thể làm hại tôi chứ? Chính xác là tôi đã bị an ninh lừa rồi. Lúc đó bọn họ cho rằng tôi có thể thoát thân khỏi Lỗ Vương Cung thì hẳn cũng là một tay cao thủ, cho nên mới dùng trò đó gạt tôi. Chú ba nói, nguyên nhân lúc đó chú không muốn để tôi biết nhiều đến thế, chính là vì sợ tôi bị liên lụy rồi cuốn vào chuyện này. Đáng tiếc là những việc xảy ra tại Lỗ Vương Cung, Cầu Đức Khảo chắc chắn cũng nắm vững như lòng bàn tay. Cho nên sau đó những người năng động trong vụ Lỗ Vương Cung đều được bọn họ liên lạc cả. Tôi bị lừa vào trong, bàn tử thì được thuê. Vị tiểu ca kia khả năng cũng là sau khi đã biết chuyện này mới quyết định trà trộn vào đội ngũ của bọn họ.